Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 31. Xin tha. Chẳng lẽ những người đang nằm bên chân Vũ Văn Bân đều do Dương Thanh giết à? Vũ Văn Bân, giờ mày muốn trăng trối gì thì cứ nói đi, nể tình mày có chung dòng máu với tao, tao sẽ nhắn hộ mày. Dương Thanh chợt nói. Mày định giết tao thật à? Vũ Văn Bân tức giận nói, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, tao là anh mày. Nếu mày dám giết tao, gia tộc Vũ Văn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày tưởng gia tộc Vũ Văn có thể ngăn cản tao chắc? Trong mắt Dương Thanh hừng hực lửa giận. Năm đó, mẹ mày sợ tao tranh giành vị trí chủ gia tộc Vũ Văn với mày nên đã mê hoặc Vũ Văn Cao Dương, đuổi tao và mẹ khỏi gia tộc, thậm chí không cho mẹ con tao ở Yến Đô nữa. Mẹ mày còn cử người đuổi giết mẹ con tao, nếu mạng tao không lớn thì đã chết từ lâu rồi. Bây giờ mày lại nhắc đến tình anh em với tao à? Mày xứng đáng với hai chữ anh em chắc, còn về gia tộc Vũ Văn mà mày vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, giờ nó chẳng là cái thá gì trong mắt tao. Chỉ cần tao muốn, tao có thể tiêu diệt cả gia tộc Vũ Văn bất cứ lúc nào. Lửa giận ngút trời tản ra từ người Dương Thanh. Cảm nhận được cơn giận của anh, Vũ Văn Bân chỉ thấy người mình lạnh toát. Lời Dương Thanh nói càng khiến anh ta thêm khiếp sợ. Anh ta có thể cảm nhận được Dương Thanh đang nói thật, trong mắt anh, gia tộc Vũ Văn chẳng là gì hết. Thật ra từ khi hai mẹ con Dương Thanh bị đuổi khỏi Yến Đô, Vũ Văn Bân vẫn luôn chú ý tới Dương Thanh. Khi Dương Thanh ở rể nhà họ Tần, anh ta bỗng nhận ra, người em trai cùng cha khác mẹ này đã hỏng hẳn rồi, không thể tranh giành vị trí chủ gia tộc với anh ta nữa. Nhưng sau đó, Dương Thanh bỗng biến mất 5 năm. Anh ta đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thậm chí còn tưởng rằng Dương Thanh đã chết. Nếu nửa năm trước, anh ta không tình cờ nghe lén được việc Vũ Văn Cao Dương cử quản gia tới Giang Hải tìm kiếm Dương Thanh, đồng thời đón anh về Yến Đô để điều hành gia tộc Vũ Văn, anh ta cũng không biết Dương Thanh vẫn còn sống. Chuyện này đã khiến anh ta nhận ra, vị trí người thừa kế của mình đang bị đe dọa. Thế là anh ta nghĩ đủ cách để chèn ép Dương Thanh bằng các mối quan hệ của mình. Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ chính là cho dù anh ta dùng chiêu gì, Dương Thanh vẫn có thể dễ dàng hóa giải nó. Mãi đến khi Dương Thanh bước vào Yến Đô, đồng thời đá anh ta khỏi vị trí người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, anh ta mới hiểu ra, đứa con riêng từng không đáng là gì kia đã trưởng thành tới mức có thể uy hiếp anh ta rồi. Nhưng cũng đã muộn, anh ta không còn là người thừa kế chức chủ gia tộc nữa. Việc này đã khiến anh ta vô cùng nhục nhã. Những người từng chủ động làm thân đều tránh anh ta như tránh tà. Tất cả những gì anh ta có đều đã biến mất. Chỉ vì Dương Thanh. Thế nên anh ta muốn trả thù, muốn khiến Dương Thanh hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ khi Dương Thanh chết đi, lửa giận trong lòng anh ta mới có thể lắng xuống. Nhưng kết quả, kế hoạch mà anh ta tự cho là rất hoàn hảo lại thất bại. Bây giờ sống chết của anh ta đang nằm trong tay Dương Thanh. Dầm. Đúng lúc này. Vũ Văn Bân bỗng nặng nề quỳ xuống đất, hét lên với vẻ kinh hãi, Dương Thanh, tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi. Tôi xin thề, chỉ cần cậu thả tôi đi, suốt đời này tôi sẽ không chọc giận cậu nữa, tôi sẽ rời khỏi quốc gia này vĩnh viễn. Trong mắt Vũ Văn Bân tràn ngập sự sợ hãi, còn ánh mắt Dương Thanh lại rất thản nhiên. Tuy Vũ Văn Bân là anh trai cùng cha khác mẹ với anh, nhưng trong ký ức của anh, Vũ Văn Bân chỉ toàn tính kế. Thậm chí định lấy mạng anh chứ chưa bao giờ quan tâm anh như anh trai cả. Nếu đã không có tình cảm ruột thịt thì có khác gì người xa lạ đâu cơ chứ. Châu Ngọc Thúy đang ngồi rúm gió bên kia càng mở to mắt hơn, sợ tới mức run lẩy bẩy. Bà ta không ngờ Dương Thanh lại là con riêng của gia tộc Vũ Văn, một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Bà ta càng không ngờ Vũ Văn Bân luôn kiêu ngạo trong mắt bà ta lại đang quỳ trước mặt Dương Thanh, xin anh tha thứ. Lúc này bà ta chỉ thấy vô cùng hối hận. Bà ta bỗng nghĩ, nếu trước kia bà ta đối xử tử tế với Dương Thanh thì mọi chuyện sẽ ra sao? Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên. Vũ Văn Cao Dương gọi đến. Quyết định khó khăn. Lần này Dương Thanh không do dự nữa, bấm nghe rồi bật loa ngoài luôn. Dương Thanh, xin con nể mặt bố, tha cho Vũ Văn Bân. Chỉ cần con đồng ý, bảo bố làm trâu làm ngựa cho con cũng được. Giọng nói cầu khẩn của Vũ Văn Cao Dương vang lên. Dương Thanh bỗng cảm thấy vô cùng chua xót, đây chính là bố ruột của anh, người đã đuổi anh và mẹ khỏi gia tộc chỉ vì một câu nói của người khác.
bây giờ ông ta lại đang cầu xin anh vì Vũ Văn Bân. Dương Thanh rất muốn gào lên với Vũ Văn Cao Dương, tôi cũng là con ông cơ mà. Tại sao năm đó ông có thể tàn nhẫn đến thế, đuổi mẹ con tôi khỏi Yến Đô, nhưng bây giờ ông lại xin tôi tha cho một đứa con trai khác của ông chứ? Nhưng anh không thể làm thế. Tuy anh hận Vũ Văn Cao Dương và gia tộc Vũ Văn, nhưng khi còn sống, mẹ đã bắt anh thề độc rằng suốt đời này cũng không được báo thù bọn họ. Anh vẫn nhớ trước khi qua đời, mẹ đã nắm chặt lấy tay anh, vừa khóc vừa nói, Thanh ơi, xem như mẹ xin con, cho dù sau này thế nào, con cũng không được tìm ông ấy để báo thù, bất kể thế nào, chính ông ấy đã cho con mạng sống. Mẹ có thể hận ông ấy, hận sự bạc bẽo của ông ấy. Hận ông ấy đã vứt bỏ mẹ con ta vì vị trí chủ gia tộc. Con cũng có thể hận ông ấy, nhưng không được trả thù ông ấy, vì ông ấy là bố con, nếu con làm thế thì sẽ thành đứa bất hiếu. Mẹ muốn con thề độc bằng danh nghĩa của mẹ, suốt đời này sẽ không báo thù Vũ Văn Cao Dương. Đã bao năm rồi nhưng lời mẹ nói vẫn in hằn trong đầu anh. Cũng chính vì thế, tuy anh nắm giữ sức mạnh có thể hủy diệt cả gia tộc Vũ Văn nhưng vẫn không ra tay với họ. Dương Thanh, con có nghe không? Bố biết sai rồi, năm đó bố không nên đuổi hai mẹ con khỏi gia tộc, nếu cho bố thêm cơ hội nữa, bố sẽ không bao giờ làm thế đâu. Bố sai rồi, bố thật sự biết sai rồi, xin con đừng giết Vũ Văn Bân, xin con đấy. Vũ Văn Cao Dương nói bằng giọng nghẹn ngào, như thể sắp khóc tới nơi. Vũ Văn Bân đang quỳ trước mặt Dương Thanh cũng có vẻ không dám tin. Anh ta không ngờ Vũ Văn Cao Dương sẽ ăn nói khép nép. Thậm chí cầu xin Dương Thanh để cứu mình. Dương Thanh hít sâu một hơi, trong mắt có thêm vẻ đấu tranh và đau khổ. Tất cả những gì mà Vũ Văn Bân làm hôm nay đã chạm tới giới hạn của anh, chỉ khi anh ta chết thì nỗi căm hận trong lòng anh mới tiêu tan được. Dương Thanh, tôi lớn thế này rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy bố cầu xin người khác, tôi biết cậu rất oán hận vì chuyện năm đó, nhưng cho dù thế nào, bố vẫn là bố, anh em vẫn là anh em, chúng ta có máu mủ với nhau. Dù chết cũng không dứt bỏ được. Chẳng lẽ cậu thực sự nhẫn tâm để bố ăn nói khép nép, cầu xin cậu như thế chắc? Vũ Văn Bân nghiến răng nghiến lợi. Dương Thanh rất đau khổ, một bên là Vũ Văn Bân luôn muốn đẩy anh vào chỗ chết, một bên là Vũ Văn Cao Dương đang liên tục cầu xin anh. Anh cứ tưởng mình đã quyết tâm, có thể thẳng thừng giết Vũ Văn Bân, nhưng tới khi Vũ Văn Cao Dương cầu xin anh mới nhận ra mình không thể làm thế. Lời nói của mẹ trước khi mất cứ quanh quẩn trong đầu anh, bà ấy đã bảo anh không được trả thù người của gia tộc Vũ Văn, vậy nếu anh giết Vũ Văn Bân thì có tính là trả thù không nhỉ? Nhưng Vũ Văn Bân đã khiêu khích anh trước, bắt người thân của anh để đe dọa anh, nếu anh thả Vũ Văn Bân đi, nhớ có lần sau thì biết làm sao bây giờ. Anh không thể bảo vệ những người bên cạnh mình mọi lúc được, nếu Vũ Văn Bân lại ra tay tiếp, có lẽ sẽ không may mắn như lần này đâu. Khuôn mặt của Tần Thanh Tâm, Tiêu Tiêu, thậm chí là Tần Y bỗng xuất hiện trong đầu anh. Anh lại nhìn về phía Tần Đại Dũng thương tích đầy mình đang nằm bên kia, cõi lòng dần bình tĩnh lại. Tao đã cảnh cáo mày từ lâu rồi, gia tộc Vũ Văn làm gì tao cũng được, nhưng người bên cạnh tao là giới hạn của tao, động vào là chết. Dương Thanh cắn răng, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Vũ Văn Bân vô cùng sợ hãi, anh ta không ngờ mình đã quỳ xuống. Vũ Văn Cao Dương cũng đã cầu khẩn mà Dương Thanh vẫn không chịu tha cho. Dương Thanh, bố xin con, đừng giết Vũ Văn Bân, bố xin con mà. Vũ Văn Cao Dương lập tức cuống lên, quát lớn. Nhưng Dương Thanh không trả lời. Anh cúp máy rồi bước từng bước về phía Vũ Văn Bân. Người Vũ Văn Bân run bần bật, vừa lùi về sau vừa thấp thỏm nói. Dương Thanh, tôi là anh trai cậu, cậu không được giết tôi. Thân phận khác giờ Vũ Văn Bân mới biết sợ. Trước kia, anh ta luôn là người nắm giữ tính mạng của người khác, nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Đến giờ anh ta mới hiểu, những nhân vật nhãi nhép từng bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đã sợ hãi tới mức nào. Châu Ngọc Thúy đang ngồi bên kia đã sợ tới mức trợn tròn mắt từ lâu. Bà ta biết thân phận của Vũ Văn Bân, nhưng giờ người thừa kế gia tộc Vũ Văn một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô lại đang quỳ trước mặt Dương Thanh, xin anh tha thứ. Đó là đứa con rể mà bà ta đã khinh thường rất nhiều năm, là đứa con rể đã tự tay tống bà ta vào tù. Bà ta nhớ lại những lần sỉ nhục Dương Thanh trước kia, bỗng cảm nhận được Dương Thanh đã nương tay tới mức nào. Nếu anh muốn giết bà ta thật, cho dù bà ta có 10 cái mạng thì chắc cũng không đủ cho anh giết. Dương Thanh,
cậu không được giết tôi, cậu thực sự không được giết tôi, có lẽ cậu vẫn chưa biết thân phận khác của tôi nhỉ. Mẹ tôi đến từ hoàng tộc Chiêu Châu, trong người tôi có dòng máu của hoàng tộc Chiêu Châu, nếu cậu giết tôi thì cũng sẽ đắc tội với họ. Ngay cả 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng phải nghe lệnh hoàng tộc Chiêu Châu, còn mẹ tôi chính là người thuộc hoàng tộc Nam Châu đấy. Nếu cậu dám giết tôi thì cũng không khác gì giết người của hoàng tộc Nam Châu, chắc chắn họ sẽ không tha cho cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vũ Văn Bẩn run rẩy tiết lộ một thân phận khác của mình. Mấy trăm năm trước, nước Chiêu Châu được chia thành 9 châu, tương ứng với 9 hoàng tộc. Theo thời gian, trong 9 hoàng tộc lớn quyền thế ngút trời, có những hoàng tộc đã dần suy yếu. Vì thế lực của các hoàng tộc đó suy giảm quá nhiều nên không có tư cách giữ danh hiệu hoàng tộc nữa, cũng bị xóa khỏi hàng ngũ hoàng tộc luôn. Nhưng dù sao đó cũng là hoàng tộc, thực lực vô cùng hùng hậu, cho dù không giữ được danh hiệu hoàng tộc nữa thì họ cũng hơn xa các gia tộc bình thường. Khi ấy, trong số 9 hoàng tộc lớn, có 4 hoàng tộc đã bị xóa tên. Để phân chia rõ thứ bậc, 4 gia tộc lớn này tự nhận mình là vương tộc của Chiêu Châu. Thế nên bây giờ mới có 4 vương tộc và 5 hoàng tộc. Những gia tộc này hơn xa 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, ngay cả gia tộc yếu nhất trong số 4 vương tộc cũng có thể đàn áp họ. Người bình thường chỉ biết 8 nhà quyền thế ở Yến Đô là những gia tộc đứng đầu Chiêu Châu. Phải có cấp bậc ngang với 8 nhà quyền thế ở Yến Đô thì mới biết họ chẳng là cái thá gì trước mặt vương tộc và hoàng tộc. Dương Thanh đã biết thân phận của mẹ Vũ Văn Bân từ lâu. Nhưng bà ta đến từ một trong 4 vương tộc, chứ không thuộc hoàng tộc như Vũ Văn Bân đã nói. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo chứ không hề có vẻ e dè, chỉ có sát khí đang cuộn trào dữ dội. Vậy mày biết tao là ai không? Dương Thanh chợt hỏi. Từ khi Dương Thanh giết chết 8 tay súng mà anh ta dẫn tới đây trong nháy mắt, Vũ Văn Bân đã nhận ra Dương Thanh không hề đơn giản rồi. Giờ nghe thấy Dương Thanh hỏi thế, anh ta chỉ thấy sợ hãi mà thôi. Tuy anh ta không biết thân phận của Dương Thanh nhưng vẫn có thể cảm nhận được, ngay cả 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không làm gì được anh, bằng không Vũ Văn Cao Dương đã không phải cầu xin anh rồi. Rốt cuộc cậu có thân phận gì? Vũ Văn Bân run rẩy hỏi. Tiền Bưu, ông nói cho anh ta biết tôi là ai đi. Dương Thanh hờ hững nói. Nghe thấy thế, Tiền Bưu biết ngay Dương Thanh đã quyết định giết người để bịt đầu mối rồi, bằng không anh cũng không tiết lộ thân phận. Ông ta bước lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Vũ Văn Bân, mày biết biên giới phía bắc vùng đất lạnh nhất Chiêu Châu không? Nghe thấy thế, con người của Vũ Văn Bân bỗng co lại, chẳng lẽ Dương Thanh đến từ nơi đó à? Có ai ở Chiêu Châu không biết đến biên giới phía bắc chứ? Chiêu Châu có 5 châu, do hoàng tộc của Chiêu Châu trấn giữ. Nhưng ngoài 5 châu này còn có biên giới phía đông tây nam bắc, hoàn cảnh ở đó vô cùng khắc nghiệt, có quân đội hùng mạnh canh chừng. Trong 4 nơi này, biên giới phía bắc nguy hiểm nhất, cũng là nơi khó phòng ngự nhất, nhưng lại là biên giới an toàn nhất Chiêu Châu. Bởi vì ở đó có vị tướng quân trẻ tuổi nhất Chiêu Châu từ trước tới nay, được xưng là chiến thần bất bại, cũng là tướng quân trẻ nhất trong 4 biên giới. Người đứng đầu đất nước mạnh nhất từng tuyên bố trước mặt mọi người rằng, Dương bất bại của Chiêu Châu mạnh ngang một quốc gia, chỉ mình người đó đã tương đương với cả triệu binh lính hùng mạnh. Vũ Văn Bân hiểu rất rõ về 4 biên giới của Chiêu Châu, khi nói những câu này, trong mắt anh ta có vẻ kính sợ. Tôi không tin. Sau khi dứt lời, anh ta mới kinh ngạc nhìn Dương Thanh, chẳng lẽ cậu cũng đến từ biên giới phía Bắc, là binh lính dưới trướng tướng quân Dương bất bại à? Anh ta nói rồi bỗng phá lên cười, không chờ Tiền Bưu mở miệng, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao cậu lại biến mất 5 năm, không điều tra được bất cứ tin tức gì rồi. Hóa ra cậu đi nhập ngũ ở biên giới phía Bắc, tôi cũng hiểu tại sao cậu vừa về, bố đã cử quản gia đến Giang Hải tìm cậu, mời cậu về điều hành gia tộc Vũ Văn. Tôi cũng đã biết tại sao thực lực của cậu mạnh mẽ đến thế. Vì cậu là lính của Dương Bất Bại, vì có Dương Bất Bại làm chỗ dựa nên cậu chẳng sợ hãi gì, cũng không e dè 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Dương Thanh, cho dù cậu giết tôi cũng không phục, nhờ có Dương Bất Bại chống lưng cho cậu nên gia tộc Vũ Văn mới không dám động đến cậu mà thôi. Nhưng thế thì sao chứ? Cậu giết tôi rồi, gia tộc của mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu, trừ khi cậu là Dương Bất Bại. Bằng không cậu chỉ còn con đường chết. Vũ Văn Bân cười ha hả, anh ta tự thấy mình đã đoán ra tất cả, không còn sợ chết nữa.
Châu Ngọc Thúy đang ngồi bệt dưới đất vốn không thể tiếp xúc với những điều mà Vũ Văn Bân nhắc đến nên không hiểu anh ta đang nói gì. Bà ta chỉ biết gia thế của Dương Thanh rất mạnh, không hề sợ hãi tám nhà quyền thế ở Yến Đô. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Vũ Văn Bân, không nói gì, chỉ thấy Vũ Văn Bân vô cùng đáng thương, là một cậu ấm nhà giàu tự cho là đúng. Đúng lúc này, Tiền Bưu bỗng cười lạnh, mày đoán sai rồi. Sai ư? Vũ Văn Bân ngưng cười, cắn răng, tôi nói sai chỗ nào? Nó ỷ vào việc mình là lính của biên giới phía Bắc, có Dương Bất Bại làm chỗ dựa, gia tộc Vũ Văn không dám động đến nó nên nó mới dám bước vào Yến Đô, dám giết tôi. Nếu không có Dương Bất Bại, nó chỉ là một con kiến hôi chứ chẳng là cái thá gì hết, nếu gia tộc Vũ Văn muốn giết nó thì dễ như trở bàn tay. Dương Bất Bại chỉ là một trong rất nhiều cái tên nổi tiếng của vị tướng quân ở biên giới phía Bắc mà thôi. Mày đã biết Dương Bất Bại là tướng quân trẻ nhất Chiêu Châu từ trước tới nay, vậy mày có biết tên thật của Dương Bất Bại là gì không thế? Tiền Bưu nghiêm nghị hỏi. Lời Tiền Bưu nói khiến Vũ Văn Bân chợt bình tĩnh lại, một suy đoán đáng kinh hãi bỗng xuất hiện trong đầu anh ta. Dương Bất Bại tên gì thì liên quan gì tới tôi chứ? Vũ Văn Bân không dám nghĩ nữa, nghiến răng nghiến lợi, tôi chỉ biết nếu không có anh ta, Dương Thanh chẳng là cái thá gì hết. Đối với tôi ư? Dương Thanh chỉ là một đứa con riêng, một đứa con rơi của gia tộc, lấy gì để đấu với tôi? Lấy gì để tranh giành với tôi nào? Vũ Văn Bân tức giận gào thét. Ánh sáng đom đóm có thể sánh bằng mặt trăng chắc, Tiền Bưu cười khẩy. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Vũ Văn Bân cắn răng. So với tướng quân, mày chỉ là người phàm, còn tướng quân là thần trên 9 tầng trời kia, mày lấy tư cách gì để đấu với tướng quân? Tiền Bưu quát. Lời ông ta nói như sấm sét, nổ vang trong đầu Vũ Văn Bân. Tôi đấu với Dương Bất Bại khi nào? Tôi chỉ đấu với Dương Thanh thôi. Vũ Văn Bân nói bằng giọng run rẩy. Thật ra anh ta đã hiểu ý Tiền Bưu, cũng đoán được thân phận của Dương Thanh, nhưng anh ta không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này. Sâu kiến, con riêng, đứa con rơi của gia tộc mà mày nhắc đến, cũng chính là người đang đứng trước mặt mày còn có một cái tên khác ở biên giới phía Bắc, đó là Dương Bất Bại. Nét mặt Tiền Bưu bỗng trở nên vô cùng cung kính, trong mắt còn có vẻ tự hào. Ông ta nhìn Vũ Văn Bân từ trên cao, bây giờ, tướng quân của biên giới phía Bắc, chiến thần bất bại của Chiêu Châu, Dương Bất Bại được hàng triệu binh lính hùng mạnh tôn sùng đang đứng trước mặt mày đấy. Nhưng mày lại nói cậu ấy không có tư cách đấu với mày ư. Ngay cả chủ của hoàng tộc Chiêu Châu mà mày nhắc đến cũng không dám đối đầu với tướng quân. Một cậu ấm thuộc tám nhà quyền thế ở Yến Đô như mày cũng dám đấu với tướng quân à? Mày xứng chắc. Từng câu của Tiền Bưu đâm thẳng vào tim Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân đã kinh hãi tột độ, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Không. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 5 năm trước nó mới đến biên giới phía Bắc, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, sao nó có thể trở thành tướng quân? Ông bắt tay với thằng khốn Dương Thanh để lừa tôi đúng không? Các người muốn trêu đùa tôi trước khi giết tôi chứ gì? Vũ Văn Bân vô cùng kích động, vừa nói vừa liên tục lùi ra sau. Đến khi nói xong, anh ta đã lùi tới rìa tầng 6, nếu lùi thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống. Phải chết! Dương Thanh đã trông thấy Vũ Văn Bân lùi tới mép tầng 6, chỉ cần lùi thêm một bước sẽ rơi thẳng xuống từ tầng 6, nhưng anh không hề nhắc nhở. Anh muốn giết Vũ Văn Bân, nhưng dù sao anh ta cũng là anh trai ruột của anh. Huống hồ, trước khi mẹ anh qua đời đã ép anh thề không được trả thù gia tộc Vũ Văn, không được tìm người của gia tộc Vũ Văn báo thù. Nếu Vũ Văn Bân tự nhảy lầu chết, chắc không tính là anh đã vi phạm lời thề đâu nhỉ. Á! Quả nhiên, Vũ Văn Bân lại lùi thêm một bước, hoàn toàn quên mình đang đứng trên tầng 6. Đến khi anh ta muốn giữ thăng bằng cũng đã muộn, hai chân trượt ra ngoài, cả người ngã thẳng xuống dưới. Một tiếng giống giận không cam lòng vang vọng khắp vùng ngoại ô vắng vẻ, Dương Thanh, tao có làm quỷ cũng không tha cho mày. Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù anh ta không do anh giết, nhưng cuối cùng vẫn vì anh mà chết. Châu Ngọc Thúy đứng cạnh chứng kiến hết thảy, nếu không phải bị dọa toàn thân sụi lơ, bà ta đã bỏ chạy từ lâu. Đến cả người thừa kế của gia tộc Vũ Văn nằm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng bị Dương Thanh bức chết. Sao anh có thể bỏ qua cho bà ta? Ồ! Nhưng đúng lúc này, một khí thế khủng bố chợt truyền tới, con người Dương Thanh co rút,
vội vàng bước tới phía trước. Tiền Bưu cũng cảm thấy luồng khí thế mạnh mẽ ấy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Dương Thanh vừa bước tới sát mép tầng 6 đã thấy một lão già mặc sườn xám nam đứng dưới đất. Vũ Văn Bân vừa rơi xuống đang hoảng loạn đứng cạnh lão ta, giống như vừa nhìn thấy một chuyện cực kỳ kinh khủng. Khi Dương Thanh cúi đầu nhìn lão già mặc sườn xám nam kia, lão ta cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, cặp mắt chim ưng lóe sáng. Lão ta chỉ nhìn anh một lúc rồi kéo Vũ Văn Bân định bỏ đi, đi. Vũ Văn Bân vẫn chưa lấy lại được tinh thần đã giật mình phát hiện có một sức mạnh khủng khiếp kéo tay anh ta lao vút đi. Người tôi muốn giết, ai có thể cứu? Dương Thanh gầm thét một tiếng, nhảy thẳng từ trên tầng 6 xuống. Châu Ngọc Thúy trợn tròn mắt, sau khi biết được thực lực của Dương Thanh, đương nhiên bà ta sẽ không cho rằng anh đang tự sát. Dương Thanh nhảy từ tầng 6 xuống, còn là người sao? Bà ta nghĩ lại những chuyện mình đã làm, toàn thân run rẩy, bị dọa tè ra quần. Bà ta đột nhiên cảm thấy mình còn sống được đến bây giờ chính là kỳ tích. Tiền Bưu thấy Dương Thanh đuổi theo, ánh mắt nghiêm trọng hẳn lên. Khí thế lão già mặc sườn xám nam vừa bày ra thực sự quá kinh người. Ông ta có cảm giác thực lực của lão già này cực kỳ khủng bố, dù là Dương Thanh cũng chưa chắc đấu lại được. Tại sao trên đời này lại có cao thủ mạnh tới vậy? Ông ta không hề đuổi theo. Với cao thủ ở cấp bậc đó, chỉ sợ một chiêu là có thể dồn ông ta vào chỗ chết. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang đuổi theo lão già mặc sườn xám nam, trong lòng vô cùng chấn động. Từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, anh chưa từng gặp phải cao thủ ở cấp bậc này, tốc độ hiện giờ của đối phương quá kinh khủng. Dương Thanh miễn cưỡng lắm mới đuổi kịp, quan trọng là lão già kia còn dắt theo Vũ Văn Bân. Chẳng phải nghĩa là, nếu lão ta không bị Vũ Văn Bân kéo chân đã sớm bỏ xa Dương Thanh rồi sao? Hiện giờ, Dương Thanh chợt dấy lên một sự nghi ngờ, rốt cuộc lão già này là ai? Chẳng lẽ là người của vương tộc Chiêu Châu? Không phải chứ. Vương tộc Chiêu Châu chỉ có một vài cao thủ có thực lực mạnh mẽ, cùng lắm chỉ bằng với Mã Siêu mà thôi. Nhưng lão già này rõ ràng không hề thua kém Mã Siêu. Dương Thanh dùng hết sức đuổi theo, khoảng cách giữa hai người cũng dần rút ngắn lại. Không biết chạy được bao xa. Cuối cùng Dương Thanh cũng đuổi kịp lão già mặc sườn xám nam. Lão ta chỉ có thể dừng bước, híp mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, chàng trai trẻ, làm người phải biết khoan dung độ lượng. Thả cậu ta đi đi, tôi cam đoan sau này cậu ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của cậu nữa. Ông là ai? Tôi chưa bao giờ thấy cao thủ nào mạnh như ông ở Chiêu Châu này. Dương Thanh không đáp mà hỏi ngược lại. Lão ta lạnh lùng nói, thế gian rộng lớn. Có rất nhiều người cậu chưa từng thấy. Chưa từng thấy tôi cũng là chuyện rất bình thường. Anh ta phải chết. Chạy thoát được sao? Dương Thanh bỏ ngoài tai lời lão ta nói, thái độ vô cùng ngang ngược. Lần này Vũ Văn Bân bắt cả Tần Đại Dũng và Tần Y. Nếu không có Tiền Bưu âm thầm bảo vệ, chỉ e Tần Thanh Tâm cũng rơi vào tay anh ta. Dương Thanh và Tiền Bưu cùng hợp sức khó khăn lắm mới giải quyết được chuyện hôm nay. Nếu Tần Thanh Tâm thực sự bị Vũ Văn Bân bắt được, dù anh có ba đầu sáu tay cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Anh không muốn chuyện tương tự lại xảy ra một lần nữa. Vũ Văn Bân hận anh thấu xương, muốn báo thù cũng vô vọng, trừ phi dùng người bên cạnh anh để uy hiếp. Vậy nên Dương Thanh càng không thể bỏ qua cho anh ta. Hừ, lão già mặc sườn xám nam nghe vậy, lạnh giọng nói, cậu nghĩ mình có thể cướp được người khỏi tay tôi sao? Xem ra tiền bối muốn bảo vệ Vũ Văn Bân. Dương Thanh híp mắt lại, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Hôm nay Vũ Văn Bân bắt buộc phải chết, ai dám ngăn cản đều sẽ là kẻ địch. Lão già mặc sườn xám nam có khí thế rất mạnh mẽ, tốc độ cũng siêu nhanh, nhưng Dương Thanh không phải kẻ ăn chay. Nếu hai người thực sự giao đấu, chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Vũ Văn Bân bị dọa choáng váng, ngơ ngác nhìn hai người. Cậu đi trước đi. Lão già mặc sườn xám nam bỗng nhiên quát một tiếng rồi xông tới chặn đường Dương Thanh truy sát Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, mừng rỡ quay người chạy trối chết. Anh ta không biết lão già này là ai, nhưng lại biết đối phương rất mạnh, là hy vọng sống duy nhất của anh ta. Đã vậy, tôi đành phải đắc tội. Dương Thanh nheo mắt lại, một luồng khí thế khổng lồ đột nhiên tràn ra khỏi người anh. Gió rét lạnh thấu xương. Suối nước bên cạnh nổi lên vô số gợn sóng. Vẻ mặt lão già mặc sườn xám nam trở nên nghiêm túc, không dám khinh địch, cũng vội vàng tỏa ra khí thế của mình.
hai luồng khí thế mạnh mẽ đụng vào nhau, chim chóc xung quanh nháo nhác bay đi. Uỳnh! Dương Thanh chợt động đậy, tảng đá dưới chân lập tức vỡ nát. Thân thể của anh hóa thành tàn ảnh nhào về phía lão già mặc sườn xám nam. Khi còn cách tầm 3, 4 mét, Dương Thanh chợt nhảy lên giơ chân đạp xuống người lão ta. Ầm! Lão già mặc sườn xám nam bỗng giơ tay nắm chặt cổ chân Dương Thanh, dùng sức hất lên. Dương Thanh lập tức bị ném bay ra ngoài. Chỉ là lão ta không hề chú ý tới, giây phút lão ta quẳng Dương Thanh đi, khóe miệng của anh bỗng nhếch lên nở nụ cười châm chọc. Khi hai chân Dương Thanh chạm đất, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, anh đã biến mất ngay tại chỗ, chạy như điên về phía Vũ Văn Bân chạy trốn. Đến tận lúc này, lão già mặc sườn xám nam mới nhận ra, vừa rồi Dương Thanh cố tình để lão ta đánh. Anh muốn mượn lực của lão ta để đuổi theo Vũ Văn Bân. Nhóc con đừng hòng chạy. Lão ta điên cuồng gào lên, cả người như biến thành ngọn gió cấp tốc đuổi theo Dương Thanh. Mà lúc này, Dương Thanh đã bỏ xa lão ta hơn 20 mét. Mặc dù lão già mặc sườn xám nam có tốc độ cực nhanh, không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhưng Dương Thanh cũng đang dần rút ngắn khoảng cách với Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân đã chạy được hơn 100 mét, vừa hoảng sợ tột độ lại vừa điên cuồng bỏ chạy đã dần kiệt sức, tốc độ đang chậm lại thấy rõ. Anh ta vừa quay lại nhìn thử đã thấy Dương Thanh sắp đuổi kịp, suýt nữa bị dọa hết hồn, gắng sức chạy thật nhanh. Tao rơi từ tầng 6 xuống mà vẫn sống, bây giờ còn có cao thủ trợ giúp, để xem mày định giết tao kiểu gì. Mặt mũi Vũ Văn Bân giận dữ, chỉ có thể tự khích lệ mình. Bản thân anh ta đang cực kỳ sợ hãi. Nếu bị Dương Thanh đuổi kịp, anh ta chỉ còn một con đường chết. Mày có thể chạy thoát được sao? Ngay khi Vũ Văn Bân vừa dứt lời, một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến. Rõ ràng vừa rồi Dương Thanh còn cách anh ta vài chục mét, giờ đây đã xuất hiện ngay bên cạnh. Giờ phút này, Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Để tôi xử lý. Dương Thanh không hề do dự, bỗng đạp mạnh một cái, hóa thành tàn ảnh ngăn cản trước mặt Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dương Thanh đột nhiên tung đấm về phía anh ta, nắm đấm xé gió mà đi. Dương Thanh, mày không thể giết tao. Vũ Văn Bân hét lên, tao biết một bí mật của mẹ mày. Dương Thanh đang định lấy mạng Vũ Văn Bân, nghe thấy anh ta nhắc tới bí mật của mẹ mình không khỏi run lên. Hiện giờ muốn thu hồi nắm đấm cũng đã muộn. Bịch! Trong lúc cấp bách, Dương Thanh mở rộng bàn tay cưỡng chế đổi hướng chệch khỏi vị trí tim của Vũ Văn Bân. Bàn tay của anh vỗ vào ngực Vũ Văn Bân, anh ta như con diều đứt dây bắn ra xa mười mấy mét mới dừng lại. Đây là nhờ Dương Thanh kịp thời giảm bớt sức lực, nếu chậm hơn một chút, Vũ Văn Bân đã mất mạng rồi. Dù là vậy, Vũ Văn Bân vẫn bị thương nặng, phun máu ngất xỉu tại chỗ. Lúc này, lão già mặc sườn xám nam cũng đã đuổi tới. Lão ta lập tức ngăn cản trước người Vũ Văn Bân, tức giận nhìn Dương Thanh, ánh mắt lạnh như băng. Tránh ra! Dương Thanh bước đến, thấp giọng nói. Dương Thanh, cậu đừng quá đáng. Sắc mặt của lão già mặc sườn xám nam âm trầm đáng sợ, giọng nói ẩn chứa cơn tức giận. Tôi bảo ông cút ra. Dương Thanh lớn tiếng quát. Vừa rồi nếu không phải Vũ Văn Bân nói mình biết bí mật của Dương Thanh, hiện giờ anh ta đã biến thành xác chết. Dù anh ta đã ngất xỉu nhưng Dương Thanh vẫn phải mang anh ta đi. Anh sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ mình. Trong trí nhớ của anh, mẹ chưa bao giờ nhắc tới người nhà. Vậy mà Vũ Văn Bân lại nói biết bí mật của bà ấy. Dương Thanh thực sự rất muốn nghe. Nhóc con, cậu thực sự muốn tôi cút sao? Nếu tôi thực sự cút đi, chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Bây giờ cậu ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Nếu tôi định làm gì bất lợi cho cậu, chắc hẳn cậu sẽ rất khó chịu. Lão già mặc sườn xám nam bỗng lên tiếng uy hiếp. Vẻ mặt Dương Thanh dần trở nên méo mó, cặp mắt đen láy dường như đang lóe lên tia sáng khiếp người. Ông đang uy hiếp tôi đấy à? Dương Thanh nheo mắt hỏi. Giờ đây, lão già mặc sườn xám nam cũng cảm nhận được một luồng sát khí khủng bố đang bao trùm xung quanh. Cậu nghĩ là uy hiếp cũng được. Lão ta nói, hôm nay, tôi nhất định phải dẫn Vũ Văn Bân đi. Dương Thanh không lên tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão ta. Anh đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương. Anh không biết lão già mặc sườn xám nam này là ai, anh lại đang ở ngoài sáng.
nếu lão ta thực sự muốn ra tay với người bên cạnh Dương Thanh, dù anh có ba đầu sáu tay cũng không phòng bị nổi. Đương nhiên, trừ khi Dương Thanh có thể tập hợp tất cả người người quan trọng với anh lại một chỗ, canh chừng bên cạnh họ từng giây từng phút. Đây là điều không thể. Với thực lực lão già này vừa thể hiện ra, Dương Thanh thực sự không có cách nào bảo vệ toàn bộ người bên cạnh mình. Chuyện hôm nay dừng lại tại đây. Tôi nhất định phải đưa Vũ Văn Bân đi. Đương nhiên, nếu cậu kiên quyết muốn giữ cậu ta lại cũng được. Nhưng tốt nhất cậu hãy cân nhắc kỹ hậu quả. Lão già mặc sườn xám nam lạnh lùng nói, lời nói tràn đầy uy hiếp. Ông nhất định sẽ phải hối hận. Sát khí trên người Dương Thanh dần biến mất, ánh mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào. Một câu nói bình thường lại khiến lão già mặc sườn xám nam cảm thấy sự uy hiếp rất lớn. Tôi không biết sau này có hối hận hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn, ít nhất là hiện giờ, tôi không hề hối hận. Dứt lời, lão ta chộp lấy Vũ Văn Bân đang hôn mê, cơ thể nặng hơn 80 cân bị lão ta vác trên vai. Sau đó, lão ta cứ thế khiêng Vũ Văn Bân rời đi. Dương Thanh không đuổi theo, chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Đã vậy, cứ cho mày sống thêm một khoảng thời gian nữa đi. Đến khi bóng dáng lão già mặc sườn xám khuất hẳn, Dương Thanh mới lạnh lùng nói rồi quay người rời đi. Thực lực của lão ta không hề thua kém Dương Thanh. Anh muốn giết Vũ Văn Bân rất dễ, nhưng muốn mang anh ta đi hầu như không có hy vọng. Nhưng nếu Dương Thanh không chịu, lão già kia cũng không thể đưa Vũ Văn Bân đi được. Nhưng Vũ Văn Bân vừa nói biết bí mật của mẹ Dương Thanh đã ngất xỉu. Trước khi làm rõ bí mật đó là gì, anh không thể giết anh ta. Dương Thanh nhanh chóng trở về tòa nhà bị bỏ hoang ban nãy. Tiền Bưu đang trông chừng Châu Ngọc Thúy, thấy anh quay về liền hỏi, cậu Thanh, người đâu rồi? Bị mang đi rồi. Dương Thanh chỉ đáp lại một câu, Tiền Bưu trợn mắt khó tin. Ông ta biết rõ chàng trai trước mắt mạnh tới mức nào. Vậy mà Vũ Văn Bân lại bị mang đi. Rốt cuộc lão già mặc sườn xám nam kia khủng bố cỡ nào. Dương Thanh không muốn nhiều lời, Tiền Bưu cũng không dám hỏi nhiều. Dương Thanh. Châu Ngọc Thúy thấy Dương Thanh xuất hiện, hoảng sợ bò tới trước mặt anh, quỳ rạp xuống khóc nức nở. Dương Thanh, mẹ biết sai rồi. Xin con cho mẹ thêm một cơ hội, nhất định mẹ sẽ thay đổi, trở thành một người mẹ tốt. Một người mẹ vợ xứng đáng. Bà ta đã bị dọa sợ chết khiếp. Đến cả cậu chủ của gia tộc Vũ Văn, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng suýt bị Dương Thanh lấy mạng, bà ta chẳng là cái thá gì. Hiện giờ, bà ta chỉ muốn được sống. Bà ta vốn thù hận nhà giam, thà chết cũng không muốn tiếp tục sống ở đó nữa. Thế nhưng giờ đây, bà ta lại cảm thấy nhà giam giống như thiên đường. Mặc dù ở đó không có tự do nhưng ít nhất vẫn có cái ăn chỗ ngủ, nếu chết đi, cái gì cũng không còn. Bà ta không muốn chết, thực sự không muốn chết. Dầm. Tiền Bưu đạp Châu Ngọc Thúy lăn ra xa, cả giận nói, đồ ác độc, đến cả con gái ruột cũng muốn hại còn dám cầu xin cậu Thanh tha cho sao. Tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Châu Ngọc Thúy rên rỉ nói. Cậu Thanh, bà ta chết không có gì đáng tiếc. Cậu đã bỏ qua cho bà ta quá nhiều lần, tại bà ta không biết trân trọng. Nếu còn giữ lại cái mạng của bà ta, lỡ có ngày bà ta tìm thấy cơ hội trả thù, nhất định cậu sẽ rất hối hận. Tiền Bưu biết Châu Ngọc Thúy là mẹ vợ của Dương Thanh, sợ anh còn muốn cho bà ta thêm một cơ hội, tiếp tục khuyên nhủ cậu Thanh, loại rác rưởi này không cần bẩn tay cậu, để tôi xử lý là được rồi. Bà ta đâu rồi? Nghe thấy Tiền Bưu nói muốn giết mình, Châu Ngọc Thúy thực sự hoảng hồn. Dương Thanh, con không thể để ông ta giết mẹ được. Dù thế nào mẹ cũng mà mẹ nuôi của Thanh Tâm, mẹ ruột của Tần Y, vợ của Tần Đại Dũng, bà ngoại của Tiêu Tiêu. Thanh Tâm và Tần Y rất lương thiện, con cũng biết mà. Nếu để hai đứa nó biết mẹ bị người của con giết chết, chắc chắn sẽ không tha thứ cho con. Hơn nữa, dù mẹ không sinh ra Tần Thanh Tâm nhưng cũng là mẹ nuôi của con bé. Dương Thanh, con đừng xúc động, giết người là phạm pháp. Con vẫn nên đưa mẹ về nhà giam đi. Mẹ nhất định sẽ cải tạo thật tốt, tranh thủ cơ hội được giảm án, sớm ngày trở về đoàn tụ với các con. Trong mắt Châu Ngọc Thúy tràn đầy sợ hãi, nói năng lộn xộn. Bà câm miệng lại cho tôi. Dương Thanh nổi giận gầm lên, bà còn muốn tranh thủ cơ hội giảm án. Còn muốn đoàn tụ với chúng tôi. Bà đang nằm mơ sao? Bà vốn đã mang tội lớn, giờ còn dám bắt cóc Tần Y, tội càng chồng chất. Dù tôi không giết bà,
bà cũng không thoát khỏi tội chết đâu. Bà nói không sai, dù sao bà cũng là mẹ ruột của Tần Y, mẹ nuôi của Thanh Tâm. Nếu tôi giết bà, bọn họ sẽ rất đau lòng, cho nên tôi sẽ không giết bà. Nhưng lần này, hình phạt pháp luật dành cho bà chỉ có thể là tội chết. Dương Thanh hùng hồn nói. Cả người Châu Ngọc Thúy đều trở nên ngây dại. Trước đó bà ta phạm tội giết người không thành, vốn đã bị phán tù chung thân. Lần này bà ta lại bắt cóc Tần Y, vẫn phạm phải tội lớn. Tù chung thân cộng thêm một tội lớn, sợ rằng sẽ lập tức bị phán tử hình. Châu Ngọc Thúy hoảng loạn tột độ. Vừa rồi Dương Thanh định ra tay giết chết mụ đàn bà ác độc này, thế nhưng anh lại nghĩ đến rất nhiều người. Nghĩ đến Tần Thanh Tâm, nghĩ đến Tần Y, nghĩ đến Tần Đại Dũng, cũng nghĩ đến Tiêu Tiêu. Hôm nay trước khi tạm biệt, Tiêu Tiêu còn khóc nói nhớ bà ngoại, sao Dương Thanh có thể nhẫn tâm khiến những con người tốt bụng này đau lòng. Vậy nên anh từ bỏ ý định lấy mạng Châu Ngọc Thúy. Bởi vì dù anh không ra tay, pháp luật cũng sẽ trừng trị bà ta, hình phạt tử hình đang chờ sẵn. Tiền Bưu đứng cạnh cũng giật mình hiểu ra. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong vùng đất hoang vu này. Thoáng chốc, mấy anh cảnh sát phát theo súng đạn xông thẳng lên tầng cao nhất. Khi trông thấy thi thể xếp đầy đất, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Giơ tay lên. Ngay sau đó, tất cả họng súng đều chĩa thẳng vào người Dương Thanh và Mã Siêu. Trong lúc này, nhìn kiểu gì cũng thấy Dương Thanh và Tiền Bưu là người xấu, Châu Ngọc Thúy đang ngã ngồi trên mặt đất mới là người bị hại. Mau bỏ súng xuống cho tôi. Cảnh sát dẫn đầu trông thấy Dương Thanh, suýt bị dọa tè ra quần. Lập tức hô lên. Những người khác chưa từng gặp anh nhưng hắn ta đã từng tận mắt nhìn thấy sếp của sếp hắn ta phải cúi người trước mặt Dương Thanh. Có thể đoán được thân phận của anh khủng bố cỡ nào. Nghe thấy hắn ta ra lệnh, những người còn lại mới bỏ súng xuống. Cậu Thanh, cảnh sát dẫn đầu bước tới, đứng thẳng lưng nghiêm trang cúi chào. Dương Thanh cũng chào đáp lễ rồi mới ra lệnh, có lẽ những người chết này đều là sát thủ nổi danh thế giới. Chắn hẳn các người sẽ dễ dàng tra ra được. Nghe vậy, cảnh sát dẫn đầu vô cùng kinh hãi. Sát thủ nổi danh thế giới đều có thực lực cực mạnh, vậy mà ở đây lại có 8 tên ngã xuống. Người đàn bà này vốn là phạm nhân tù chung thân vượt ngục chạy ra ngoài, còn tham gia vào vụ bắt cóc. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Châu Ngọc Thúy. Đây là video từ camera giám sát, có lẽ chứng cứ này sẽ giúp ích cho các người. Tiền Bưu đưa cho cảnh sát dẫn đầu một chiếc USB. Cảm ơn cậu Thanh đã phối hợp, cậu cứ yên tâm, chúng tôi nhất quyết không bỏ qua bất kỳ ai liên quan đến vụ án lần này. Cảnh sát dẫn đầu lập tức nói. Dương Thanh khẽ gật đầu rồi quay người đi thẳng. Châu Ngọc Thúy vừa mới ý thức được mình sắp bị tuyên án tử hình đã sợ ngây người, toàn thân sụi lơ ngồi trên mặt đất, để hai anh cảnh sát tùy ý dẫn đi. Một tiếng sau, trong phòng bệnh VIP của Bệnh viện Nhân dân Giang Hải, Tần Đại Dũng giống như một cái xác ướp. Toàn thân đều quấn băng gạc màu trắng. Tần Thanh Tâm và Tần Y thấy bố mình như vậy, ai cũng rưng rưng nước mắt. Hai em yên tâm đi, bố đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể hồi phục hoàn toàn. Dương Thanh lên tiếng an ủi. Lời anh nói là sự thật, tuy trông Tần Đại Dũng rất thảm, toàn thân quấn đầy băng gạc nhưng thực chất chỉ bị gãy một chiếc xương sườn, còn lại đều là vết thương ngoài da. Chỉ là bị thương ngoài da quá nhiều nên mới quấn băng gạc kín người. Có lẽ chẳng mấy chốc là có thể ra viện. Anh rể, bà ta đâu rồi? Tần Y đỏ bừng mắt nhìn Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mẹ của Dương Thanh. Đương nhiên Dương Thanh biết cô ấy đang nói tới Châu Ngọc Thúy. Tần Thanh Tâm cũng nhìn sang. Trong ánh mắt của hai người, anh chỉ nhìn thấy sự thù ghét và một chút lo lắng. Chỉ e nỗi đau Châu Ngọc Thúy gây ra cho bọn họ sẽ trở thành bóng ma tâm lý cả đời khó quên. Bị cảnh sát bắt đi rồi, Dương Thanh đáp. Nghe vậy, hai cô gái thầm thở phào một hơi, lo lắng trong mắt cũng tan biến. Dương Thanh thấy may mắn vì mình không giết Châu Ngọc Thúy. Dù sao hai cô gái lương thiện này vẫn coi bà ta là mẹ. Nếu Dương Thanh giết bà ta, hai người sẽ rất đau lòng. Nhưng mà... Dương Thanh do dự một hồi. Thấy trên mặt hai cô gái không còn lo lắng mới nói tiếp, bà ta vốn đang thụ án chung thân, bây giờ có thêm tội bắt cóc, tội chồng lên tội, có lẽ hình phạt sắp tới sẽ là tử hình. Nghe vậy, hai cô gái đều sững sờ. Nhưng bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại,
chỉ là trong mắt vẫn có sự không nỡ. Dù bị phán tử hình cũng là do bà ta tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Một lúc lâu sau, Tần Y mới bình tĩnh nói. Bề ngoài trông cô ta khá bình tĩnh nhưng hai mắt đã đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng. Y, dù thế nào em vẫn có chị ở bên. Chị sẽ bầu bạn với em cả đời. Tần Thanh Tâm cũng rất thương Tần Y, ôm chặt cô ta vào lòng. Hu hu. Lúc bị Tần Thanh Tâm ôm lấy, Tần Y không thể kìm chế được cảm xúc nữa, bật khóc nức nở. Tần Thanh Tâm cũng cố nén để mình không khóc thành tiếng, nước mắt giàn giụa. Dương Thanh khẽ thở dài, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng lần này, anh sẽ không mềm lòng nương tay nữa. Châu Ngọc Thúy bắt buộc phải chịu sự trừng trị của pháp luật, tử hình là kết cục của bà ta. Một tháng sau, tòa tuyên phạt Châu Ngọc Thúy tội tử hình, lập tức thi hành. Lần này, Tần Thanh Tâm và Tần Y không khóc nữa. Bởi vì đây là hình phạt Châu Ngọc Thúy đáng phải chịu. Dương Thanh tự mình lo liệu tang lễ cho Châu Ngọc Thúy. Mặc dù không làm quá lớn nhưng đối với bà ta cũng đã rất long trọng rồi. Vết thương của Tần Đại Dũng dần hồi phục, chỉ còn xương sườn bị đánh gãy vẫn chưa khỏi. Mọi chuyện đều trở về quỹ đạo bình thường. Nhưng trong suốt một tháng này, Dương Thanh vẫn luôn canh cánh trong lòng một chuyện. Vũ Văn Bân, rốt cuộc mày biết bí mật gì của mẹ tao? Dương Thanh khẽ lẩm bẩm. Chồng ơi, anh có tâm sự gì à? Đêm đến, sau khi Dỗ Tiêu Tiêu ngủ say, Tần Thanh Tâm dựa vào vai Dương Thanh, nhỏ giọng hỏi anh. Mấy ngày gần đây, lúc nào Dương Thanh cũng như người mất hồn, rõ ràng đang có tâm sự gì đó. Anh nhớ mẹ rồi. Dương Thanh ôm chặt cô gái trong lòng, thấp giọng đáp. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm trông thấy Dương Thanh để lộ sự yếu đuối trước mặt cô. Có thể kể cho em nghe mẹ là người như thế nào không? Tần Thanh Tâm nhẹ nhàng đổi tư thế dễ chịu hơn trong ngực Dương Thanh, lên tiếng hỏi. Mặc dù cô chưa từng nghe Dương Thanh nhắc tới mẹ anh nhưng cô vẫn luôn tò mò. Mẹ anh là một người phụ nữ vừa tốt bụng lại vừa tài giỏi. Trong đầu Dương Thanh ngổn ngang suy nghĩ, bắt đầu kể. Mẹ tên là Dương Tuyết Nhạn, từng là người đẹp nổi danh Yến Đô. Nhưng không ai biết mẹ đến từ đâu, dường như mọi chuyện liên quan đến mẹ đều không một ai hay biết. Sau đó người đó gặp được mẹ anh, vừa gặp đã yêu. Khi đó mẹ anh cũng không biết người đó đã kết hôn, cũng không biết người đó là ai. Người đó kiên trì rất lâu, cuối cùng cũng theo đuổi được mẹ. Nhưng sau khi mẹ anh biết mình mang thai, bảo người đó cưới mình làm vợ, người đó mới thẳng thắn thừa nhận thân phận với mẹ anh, nói cả chuyện ông ta đã có gia đình. Mẹ anh nghe xong liền muốn bỏ đi, nhưng chính lúc ấy... Gia tộc Vũ Văn cướp mất tập đoàn Nhạn Thanh do một tay mẹ anh sáng lập. Mẹ không còn một xu dính túi, vì đứa bé trong bụng là anh, buộc phải thỏa hiệp, chỉ có thể cam chịu vào sống trong gia tộc Vũ Văn. Mẹ sống trong đó rất nhiều năm, không có danh phận gì cả, mẹ con anh phải chịu biết bao nhục nhã. Mãi đến năm anh 9 tuổi, vợ của người đó sợ anh cướp mất vị trí người thừa kế của con trai bà ta, ép người đó đuổi mẹ con anh ra khỏi gia tộc. Thậm chí bắt phải rời khỏi Yến Đô kể một lần kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Khi Dương Thanh nói xong, Tần Thanh Tâm đã bật khóc từ lâu. Không ngờ tuổi thơ của anh lại bi thảm như vậy. Cả mẹ nữa, số mẹ thật khổ. Tần Thanh Tâm ôm chặt Dương Thanh, hai mắt đỏ hoe nói. Cô đau lòng cho người đàn ông này, cũng đau lòng thay người phụ nữ kiên cường vì con trai mà nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy. Mẹ bị ức hiếp như vậy. Chẳng lẽ không có nhà ngoại làm chỗ dựa sao? Một lúc sau, cảm xúc của Tần Thanh Tâm mới ổn định lại. Cô nghi hoặc hỏi. Dương Thanh lắc đầu đáp, trong trí nhớ của anh, mẹ chưa từng nhắc tới nhà ngoại. Cho đến lúc chết cũng chỉ có một mình anh, không còn ai khác canh giữ bên quan tài của bà ấy. Với thân phận và địa vị hiện giờ, chẳng lẽ anh không nghĩ tới chuyện tìm kiếm nhà ngoại của mẹ sao? Tần Thanh Tâm lại hỏi. Mục đích tới Yến Đô. Nghe Tần Thanh Tâm hỏi vậy, Dương Thanh lắc đầu cười khổ, anh đã điều tra rồi, nhưng không tìm được bất kỳ tin tức có ích. Có lẽ bản thân mẹ cũng không biết nhà mẹ đẻ của mình là ai cũng nên. Với địa vị hiện giờ của Dương Thanh mà vẫn không tra ra được thân phận của Dương Tuyết Nhạn, điều này quả thực rất kỳ lạ. Tần Thanh Tâm ôm Dương Thanh an ủi, mặc dù mẹ không còn nhưng anh vẫn còn có em, có Tiêu Tiêu. Chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời. Dương Thanh rất cảm động. Cũng ôm chặt vợ mình. Anh không hề nói cho Tần Thanh Tâm biết Vũ Văn Bân đã bị người khác mang đi,
cũng không nói ra chuyện anh ta biết một bí mật liên quan tới mẹ anh. Từ khi Vũ Văn Bân bị lão già mặc sườn xám nam cứu đi, Dương Thanh vô cùng bất an. Lão già đó có thực lực không hề thua kém anh, e có nằm trong vương tộc Chiêu Châu cũng phải là cao thủ thần bí ẩn nấp trong bóng tối. Anh biết mẹ của Vũ Văn Bân là người của vương tộc Chiêu Châu, hơn nữa chỉ là kiểu dâu ria bên ngoài. Trừ khi Vũ Văn Bân có giá trị lợi dụng rất lớn, nếu không người của vương tộc sẽ không phái cao thủ mạnh như lão già mặc sườn xám nam tới cướp người khỏi tay anh. Nếu không phải là người của vương tộc, vậy sẽ là ai? Tâm à, anh định tới Yến Đô một chuyến. Dương Thanh đột nhiên nói. Tần Thanh Tâm sững sờ hỏi lại, đi Yến Đô á? Dương Thanh gật đầu đáp, tập đoàn Nhãn Thanh là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh trên thế gian này. Anh định tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của nó đến toàn thế giới. Em đi cùng anh. Tần Thanh Tâm lập tức nói. Dương Thanh chưa kịp từ chối, cô đã nói tiếp, vừa hay em cũng có ý định phát triển thị trường của tập đoàn Tam Hòa. Lần này đi với anh trước, thuận tiện gặp vài đối tác ở Yến Đô. Nghe vậy, Dương Thanh chỉ đành đồng ý. Anh đi Yến Đô quả thực là có dự định mở rộng tập đoàn Nhãn Thanh, nhưng đây chỉ là một trong các mục đích của anh mà thôi. Quan trọng nhất là anh muốn tới gia tộc Vũ Văn gặp người kia. Anh không muốn bỏ qua bất cứ chuyện gì liên quan tới mẹ mình. 3 ngày sau có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra khỏi sân bay quốc tế Yến Đô, chính là Dương Thanh và Tần Thanh Tâm từ Giang Hải tới. Anh Thanh, hai người vừa ra ngoài đã nghe thấy một giọng nói tràn đầy cung kính. Đối phương chính là Mã Siêu. Lần này anh ta còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất phong cách. Cô ấy đang nắm tay Mã Siêu. Thấy bộ dạng thân mật của hai người họ, cả Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều rất ngạc nhiên. Tâm à, lâu rồi không gặp em. Cô gái xinh đẹp kia nheo mắt nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm, nghịch ngợm chớp mắt nói. Chào chị Lâm. Lúc này Tần Thanh Tâm mới lấy lại tinh thần, chào hỏi rồi cười nói, trông hai người thân mật như vậy. Chắc là chẳng mấy chốc chúng em sẽ được uống rượu mừng rồi nhỉ. Ngài Lâm hào phóng nói, bọn chị định cuối năm nay kết hôn. Hiện giờ đã là tháng 10, chưa đến 2 tháng nữa Ngài Lâm sẽ lên xe hoa. Được nha, sắp kết hôn tới nơi rồi mới chịu báo cho em biết. Dương Thanh cố tình tỏ vẻ giận dỗi nói với Mã Siêu, cậu đây là có vợ quên anh em. Nếu chị Lâm không nói, có phải cậu cũng không thèm nói cho tôi biết không hả? Mã Siêu ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng giải thích, em định tạo cho anh một niềm vui bất ngờ mà. Hơn nữa em còn định nhờ anh chứng hôn cho chúng em. Ha ha! Dương Thanh bật cười, được, không thành vấn đề. Tôi làm chứng hôn cho. Đối với tin tức Mã Siêu và Ngải Lâm sắp kết hôn, Dương Thanh chỉ hơi ngạc nhiên chứ anh đã đoán được từ trước. Nhà họ Ngải vốn muốn lợi dụng hôn nhân của Ngải Lâm để trục lợi, bây giờ thấy Mã Siêu lợi hại như vậy. Cũng biết Dương Thanh khủng bố cỡ nào nên muốn hai người sớm ngày kết hôn. Nếu không phải Ngải Lâm muốn tạm hoãn lại, chỉ e hai người đã kết hôn từ lâu rồi. 4 người bọn họ đi ra khỏi sân bay liền lên xe rời đi. Nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ lại trước cổng một căn biệt thự độc lập xa hoa. Anh Thanh, em đã mua lại chỗ này cho anh thấy thế nào? Sau khi vào trong biệt thự, Mã Siêu cười hỏi. Căn biệt thự độc lập 2 tầng. Có lẽ diện tích phải trên 1.000 m². Phía sau biệt thự còn có một bể bơi lộ thiên, 4 phía có cả sông cả núi, là một nơi rất tốt. Bên trong biệt thự cũng được trang hoàng vô cùng sang trọng. Dương Thanh gật đầu, tốt lắm. Tần Thanh Tâm cũng kinh ngạc nói, nơi này được mô phỏng theo dinh thự Vân Phong của chúng tôi ở Giang Hải sao? Mã Siêu cười đáp, anh Thanh đã dặn chị dâu rất thích kiến trúc của dinh thự Vân Phong. Bên thi công nơi này cũng là đội thi công dinh thự Vân Phong nên cơ bản là giống hệt. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm cảm động nhìn Dương Thanh. Cô chỉ thuận miệng nói rất thích kiến trúc của dinh thự Vân Phong trước mặt anh, không ngờ anh đều nhớ kỹ, thậm chí còn bảo Mã Siêu tìm một căn biệt thự khác giống hệt. Em hơi ghen rồi đấy nhé. Ngải Lâm giả vờ tức giận thả tay Mã Siêu ra, bĩu môi nói, em có cảm giác anh với cậu Thanh mới là vợ chồng. Sau đó cô ấy lại nắm tay Tần Thanh Tâm. Cười tủm nói, em xem quan hệ hai người họ thân thiết như vậy, cứ để hai tên đàn ông thô kệch ở với nhau là được, chúng ta về với nhau. Tần Thanh Tâm bật cười khanh khách, được thôi, em cũng đang có ý này. Dương Thanh nghe vậy lập tức kéo vợ về, hung dữ chừng mắt nhìn Mã Siêu, quản tốt vợ của cậu đi, dám đi dụ dỗ vợ tôi.
Ngải Lâm cũng trừng mắt nhìn Mã Siêu, tựa như đang nói anh quản em thử xem. Mã Siêu bất lực nhìn Dương Thanh rồi lại nhìn sang Ngải Lâm. Ha ha! Thấy anh ta ngố như vậy, Ngải Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng. Ha ha! Mấy người chợt bật cười khanh khách. Cậu Thanh, tối nay nhà họ Ngải tổ chức một buổi triển lãm, đây là giấy mời. Ông già nhà chị bắt chị phải mời cậu tới tham gia bằng được. Nói chuyện phiếm một hồi, Ngải Lâm lấy hai bức giấy mời trong túi sách đưa cho Dương Thanh rồi nói, chị chỉ làm nhiệm vụ ông ấy giao cho thôi, muốn đi hay không tùy cậu. Tính tình Ngải Lâm vốn thẳng thắn như vậy, cũng vì thế cô ấy mới chơi thân được với Dương Thanh và Mã Siêu. Đi chứ, đương nhiên phải đi rồi. Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, Tần Thanh Tâm đã vội vàng đồng ý, lần này em đến chính là để thăm dò thị trường cho tập đoàn Tam Hòa ở Yến Đô. Nhà họ Ngải tổ chức buổi triển lãm chắc hẳn sẽ có rất nhiều ông lớn tới tham dự, biết đâu lại quen được vài người có máu mặt. Ngải Lâm trợn mắt nói, với thân phận và địa vị của chồng em, ai dám tự xưng là người có máu mặt trước mặt cậu ấy. Sau bữa cơm trưa, bốn người cùng đi dạo trung tâm mua sắm. Hai cô gái trò chuyện liến thoáng, mua sắm không ngừng. Dương Thanh và Mã Siêu đi sau họ, ai cũng xách một đống túi đồ. Anh Thanh đột nhiên tới Yến Đô cũng không phải chỉ vì mở rộng quy mô của tập đoàn Nhãn Thanh đấy chứ. Mã Siêu đột nhiên hỏi. Ngải Lâm ngoa ngoắt. Dương Thanh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên, hơn một tháng trước, Vũ Vân Bân tới Giang Hải bắt cóc bố vợ và em vợ tôi. Nếu không nhờ tiền bưu âm thầm bảo vệ Tâm, e là cô ấy cũng đã rơi vào tay anh ta. Cái gì? Mã Siêu không hề biết chuyện này, nghe nói Vũ Văn Bân bắt cóc Tần Đại Dũng và Tần Y, thậm chí đến cả Tần Thanh Tâm cũng suýt bị bắt mất, anh ta vô cùng tức giận. Gia tộc Vũ Văn thật đáng chết. Mã Siêu cả giận nói, hỏi tiếp, chú Dũng và Y Y không sao chứ? Dương Thanh gật đầu đáp, bố vợ tôi bị gãy một đoạn xương sườn và bị thương ngoài da, gần khỏe rồi. Thế còn Vũ Văn Bân thì sao? Tên khốn nạn ấy hẳn là chết rất thảm nhỉ, Mã Siêu lại hỏi. Dương Thanh lắc đầu, ánh mắt ẩn chứa sự hung dữ, trầm giọng nói, anh ta được cứu rồi. Lần này, Mã Siêu hoàn toàn kinh hãi. Anh ta là chiến hữu, cũng là anh em thân thiết bên cạnh Dương Thanh, biết rõ thực lực của anh. Muốn cứu người trong tay Dương Thanh phải có thực lực cực mạnh, ít nhất cũng phải ngang bằng với anh. Anh Thanh, rốt cuộc là ai mà lại có thể cứu người khỏi tay anh? Một lúc lâu sau, Mã Siêu mới hỏi. Lần này tôi tới Yến Đô chính là để điều tra chuyện này. Cậu hãy điều tra toàn bộ mọi chuyện của Vũ Văn Bân cho tôi, Dương Thanh nói. Anh thực sự đoán không ra thân phận của người đã cứu Vũ Văn Bân. Vậy nên chỉ có thể điều tra hết thảy mọi chuyện liên quan đến Vũ Văn Bân mới có thể biết được lão già mặc sườn xám nam kia đến từ thế lực nào. Mã Siêu biết chuyện này rất quan trọng với Dương Thanh, không thể qua loa, vội vàng gật đầu đáp, anh Thanh yên tâm. Em sẽ điều tra tất cả những chuyện liên quan đến Vũ Văn Bân, dù là hồi nhỏ tè dầm mấy lần cũng phải tra ra được. Dương Thanh gật đầu nói, chiều nay tôi sẽ tới gia tộc Vũ Văn một chuyến. Em đi theo anh, Mã Siêu đề nghị. Dương Thanh lắc đầu, tôi đi một mình thôi, cậu cứ điều tra chuyện của Vũ Văn Bân là được. Vâng. Mã Siêu đáp. Chồng ơi, anh mau tới đây. Đúng lúc này, Tần Thanh Tâm đột nhiên hô lên một tiếng. Dương Thanh và Mã Siêu không nói gì nữa, đuổi theo hai cô gái. Chồng ơi, anh thử chiếc áo khoác này đi, em thấy nó rất hợp với anh. Dương Thanh đi theo Tần Thanh Tâm vào một cửa hàng quần áo mới biết nơi này chuyên bán đồ dành cho nam. Tần Thanh Tâm đang cầm một chiếc áo khoác dài màu đen, trông cực ngầu. Ngải Lâm cũng chọn cho Mã Siêu một bộ vest màu xanh đen, anh ta đang mặc thử. Cái này trẻ quá, không hợp với anh đâu. Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Tần Thanh Tâm trừng mắt nói, anh mới 27 tuổi, nói như kiểu anh đã 40, 50 tuổi rồi ý. Người hơn 30 tuổi mặc chiếc này cũng rất hợp. Trong lúc nói chuyện, Tần Thanh Tâm đã giúp Dương Thanh mặc thử lên người. Dương Thanh vốn rất đẹp trai, 5 năm chinh chiến xa trường càng khiến anh thêm nam tính. Dáng người cao 1m8, săn chắc thon gọn, sau khi mặc chiếc áo khoác dài màu đen trông vô cùng có khí chất. Tần Thanh Tâm rất có mắt nhìn, mấy nữ nhân viên trẻ tuổi trong cửa hàng đều sáng bừng hai mắt. Cả chiếc quần này nữa, anh cũng mặc thử đi. Tần Thanh Tâm chọn một chiếc quần tây ống bó màu đen cho Dương Thanh. Lát sau, Dương Thanh bước ra khỏi phòng thử đồ,
cô lại tìm cho anh một đôi giày da cũng màu đen. Dương Thanh mặc áo khoác dài màu đen phối với quần tây ống bó và giày da màu đen, quả thực đẹp trai ngời ngời, giống như một người mẫu thời trang. Hiện giờ trông Dương Thanh khác hẳn lúc đầu. Nếu tạo cho anh một kiểu tóc đẹp trai nữa, chỉ sợ mấy thần tượng nổi tiếng thế giới kia cũng kém xa. Đến cả Mã Siêu đứng cạnh cũng hâm mộ nhìn anh. Tốt lắm, lấy bộ này đi. Tần Thanh Tâm kích động nói, hào phóng lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên, tính tiền. Anh đi thay quần áo đã. Dương Thanh định thay ra quần áo cũ. Đối với người không có yêu cầu cao về phong cách ăn mặc như anh, bỗng nhiên thay một bộ quần áo mới toanh, còn là phong cách khác hẳn ngày thường khiến anh cảm thấy rất không tự nhiên. Đừng thay nữa, cứ mặc vậy đi. Khó khăn lắm Tần Thanh Tâm mới chọn cho Dương Thanh một bộ quần áo mới như ý, sao có thể cho anh thay ra được. Cậu Thanh à, thế này rất tốt, đừng thay nữa. Ngải Lâm không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Phải đó, đừng thay ra nữa. Mã Siêu cũng vội vàng nói. Lúc này anh ta đã bị Ngải Lâm bắt mặc bộ đồ mới cực kỳ thời trang, cũng giống như Dương Thanh cảm thấy không được tự nhiên. Có Dương Thanh đi cùng, anh ta còn đỡ bị chú ý. Dương Thanh bất lực đành phải đồng ý. Ai yo, chẳng phải Ngải Lâm đó sao? Đúng lúc ấy, một giọng nói tràn đầy châm chọc đột nhiên vang lên. Mấy người họ nhìn ra, thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đi vào. Người phụ nữ vừa lên tiếng dù đã trang điểm cực đậm nhưng vẫn kém xa tít tắp Tần Thanh Tâm và Ngải Lâm. Cô nàng trang điểm đậm đang kéo tay một chàng trai trẻ tuổi. Nhưng gương mặt của anh ta thực sự không thể yêu thích nổi. Bộ dạng tai to mặt lớn, da mặt rỗ lỗ chỗ, bóng dầu, mái tóc cũng được vuốt keo bóng bẩy. Hiện giờ hai mắt của anh ta đang dán chặt lên người Tần Thanh Tâm, ánh mắt xấu xa. Dương Thanh cau mày, vô thức kéo cô ra sau lưng. Tần Thanh Tâm vốn là người đẹp cực phẩm, bị người khác để ý cũng rất bình thường. Thế nhưng ánh mắt của gã mập chết tiệt này khiến Dương Thanh rất không thoải mái. Anh ta là thằng trai bao da trắng mặt trơn cô nuôi đấy hả? Cô nàng trang điểm đậm bỗng mỉa mai hỏi. Cô nói ai là thằng trai bao? Mã Siêu lập tức nổi giận tiến lên một bước, nếu không có Ngải Lâm ngăn cản, anh ta đã ra tay đánh người rồi. Mặc dù thân phận của anh ta không bằng Dương Thanh nhưng ở biên giới phía Bắc cũng là người có địa vị cao. Chỉ là anh ta vẫn luôn đi theo Dương Thanh nên khí thế mới bị lu mờ. Bây giờ bị một ả đàn bà mắng là thằng trai bao, sao có thể không nổi giận. Lâm Kiều, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Cô nên tích chút đức đi, đừng tạo nghiệp nữa. Hãy nhìn lại mình trước khi mở mồm mắng chửi người khác. Ngải Lâm bình tĩnh nói. Dứt lời còn cố ý nhìn sang người đàn ông bên cạnh Lâm Kiều một cái, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Lâm Kiều sao có thể không nghe ra được ý tứ của Ngải Lâm, lập tức cả giận nói, Ngải Lâm, cô có ý gì? Tôi có ý gì đâu? Ngải Lâm chớp mắt cố tình quay sang hỏi Tần Thanh Tâm, Tâm à, chỉ có nói gì sai sao? Tần Thanh Tâm rất phối hợp lắc đầu đáp, không sai mà. Ngải Lâm lại nhìn Mã Siêu đang đứng bên cạnh cười nói, ông xã, anh đen như vậy cơ mà. Sao lại có người mù dở nói anh là da trắng mặt trơn thế? Mã Siêu đen mặt thầm nghĩ, cô ấy đang học theo đối phương sỉ nhục mình sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Ngải Lâm lại khiến anh ta cực kỳ kích động. Ngải Lâm ẩn ý nói, nhưng mà dù mặt anh có đen cũng đẹp hơn cái mặt rỗ bóng dầu nghìn lần. Người đàn ông được Ngải Lâm này nhìn chúng sao có thể thua kém một gã ngu xuẩn được? Hai kẻ ngu xuẩn. Lời nói của Ngải Lâm khiến Lâm Kiều nổi giận, cô mắng ai ai đổ ngu dốt. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng thấy Ngải Lâm độc miệng như vậy, không hề nói lời thô tục mà vẫn có thể khiến người ta tức giận. Người đàn ông mặt đầy dầu bên cạnh Lâm Kiều cũng xa sầm mặt. Ngải Lâm nói vậy là đang sỉ nhục anh ta. Con người chính là như vậy, càng là chỗ thiếu sót của mình càng không muốn bị người ta nhắc tới. Tôi có nhắc đến tên của cô sao? Ngải Lâm vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, đương nhiên, nếu cô tự nhột thì chẳng liên quan gì tới tôi. Cô! Lâm Kiều tức tối dậm chân bình bịch, cô ta không đấu võ mồm với Ngải Lâm được, chỉ có thể trông chờ vào người đàn ông của mình. Chồng ơi, con ả kia dám sỉ nhục anh, giúp em dạy dỗ cô ta đi. Ánh mắt của người đàn ông mặt bóng dầu tràn đầy tàn độc, híp mắt nhìn chằm chằm Ngải Lâm, xin lỗi vợ chưa cưới của tôi đi. Ngải Lâm hờ hững liếc nhìn anh ta. Cười nhạt một tiếng, tôi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi? Con đàn bà của anh miệng thối hoắc,
một câu thằng trai bao, hai câu thằng trai bao. Cô ta sỉ nhục bạn trai tôi trước, người nên xin lỗi là cô ta mới phải. Vốn dĩ chính là thằng trai bao còn gì, tôi nói sai sao? Lâm Kiều thẹn quá hóa giận gào lên, Ngải Lâm, cô chỉ là người nhà họ Ngải mà dám sỉ nhục bạn trai tôi. Cô biết anh ấy là ai không? Sỉ nhục anh ấy là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời này của cô. Ồ, anh ta lợi hại đến thế sao? Ngải Lâm cười nói, giới thiệu xem nào. Người bên cạnh cô ấy là tướng quân của biên giới phía Bắc, ngang hàng với chủ của hoàng tộc Chiêu Châu. Cả đất nước này có mấy ai dám làm càn trước mặt anh? Cô ấy cũng không lo lắng thân phận của bạn trai Lâm Kiều sẽ đem tới uy hiếp lớn cỡ nào. Anh ấy tên là Điền Tân Vũ, người nhà họ Điền, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Lâm Kiều đắc ý giới thiệu, thế nhưng trên mặt Ngải Lâm chẳng hề có chút e sợ nào, ngược lại ánh mắt còn có mấy phần châm chọc. Điền Tân Vũ cũng tỏ ra kiêu ngạo, dường như rất tự hào với thân phận của mình. Ồ, thế nào nữa, Ngải Lâm đột nhiên hỏi tiếp. Lần này, Lâm Kiều thực sự không biết phải nói gì nữa. Cô ta bỗng thấy hoài nghi liệu có phải mình chưa nói rõ thân phận của Điền Tân Vũ hay không. Bạn trai tôi là người của nhà họ Điền trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Cô sỉ nhục anh ấy chính là đang sỉ nhục nhà họ Điền. Nếu cô không chịu xin lỗi, nhà họ Ngải nhất định sẽ phải trả giá đắt, Lâm Kiều tức tối nói. Ờ, các người cứ cố mà làm. Ngải Lâm không còn hứng thú đùa giỡn tiếp. Kéo tay Mã Siêu nói chuyện với đầu ngu xuẩn đúng là phí nước bọt, chẳng thú vị gì cả. Chúng ta đi thôi, cô đứng lại ngay cho tôi. Ngải Lâm và Mã Siêu mới đi được mấy bước, tiếng hét dữ tợn của Điền Tân Vũ đã truyền tới từ sau lưng. Lần này, anh ta thực sự bị chọc giận. Bị Ngải Lâm coi thường khiến anh ta cảm thấy rất ấm ức. Rõ ràng anh ta là dòng chính nhà họ Điền, lại bị một người nhà họ Ngải thực lực kém xa sỉ nhục trước nơi đông người. Ông xã, trông anh ta thật đáng sợ, anh phải bảo vệ em đấy. Ánh mắt Ngải Lâm hiện lên một tia giảo hoạt, ôm chặt tay Mã Siêu làm nũng nói. Tiếng gọi ông xã và giọng điệu nũng nịu lạ thường của Ngải Lâm khiến Mã Siêu chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân tràn đầy, lập tức đứng chắn trước mặt cô ấy, bá đạo nói, em yên tâm, có anh ở đây, kẻ nào dám bắt nạt em, anh chơi chết nó. Danh con, tao cho mày một con đường sống, lập tức quỳ xuống xin tao tha tội. Nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. Điền Tân Vũ hung dữ nhìn chằm chằm Mã Siêu. Uy hiếp trắng trợn. Mã Siêu cười nhạo một tiếng, thế tao cũng cho mày cơ hội dập đầu xin tha. Nếu không, tao thề sẽ khiến mày thành kẻ tàn phế, cả đời ngồi xe lăn. Chết tiệt, mày muốn chết hả? Điền Tân Vũ lập tức nổi giận, chẳng nói chẳng rằng liền vung nắm đấm về phía Mã Siêu. Khó trách dám phách lối như vậy. Thì ra cũng là một người luyện võ. Tuy anh ta rất mập nhưng động tác vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Nếu là người bình thường cũng là cao thủ có thể một chọi hai. Thế nhưng anh ta không hề hay biết người mình muốn đánh không phải người bình thường. Dù là cao thủ đứng đầu nhà họ Điền đối đầu với Mã Siêu cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Mã Siêu đứng im tại chỗ, không thèm động đậy, ánh mắt lạnh lùng. Chồng em cố lên, hãy đánh chết thằng trai bao này. Để anh ta biết dám đứng ra bảo vệ ả đàn bà kia sẽ có kết cục gì. Lâm Kiều tàn nhẫn nói. Chỉ mới đấu võ mồm với Ngải Lâm, cô ta đã muốn Mã Siêu phải chết. Chết đi. Điền Tân Vũ gầm thét một tiếng, tay cầm dao nhọn đâm về phía bụng Mã Siêu. Trong mắt anh ta, người bình thường chỉ là loại thép siêu, dù ở nơi công cộng cũng có thể muốn giết liền giết, không hề gặp phải phiền phức gì. Không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Mã Siêu lóe lên một tia lạnh lẽo. Lúc lưỡi dao trong tay Điền Tân Vũ sắp đâm tới, Mã Siêu chợt ra tay. Keng! Thoáng chốc, Mã Siêu dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao sắc nhọn. Sắc mặt của Điền Tân Vũ thoát cái trắng bệch, anh ta đã dùng hết sức đâm vào Mã Siêu, kết quả lại bị đối phương kẹp lưỡi dao chỉ với hai ngón tay. Anh ta không thể đâm về phía trước được nữa. Đến tận lúc này, anh ta mới biết mình gặp phải cao thủ rồi. Chồng ơi, sao anh lại nương tay với anh ta? Mau đâm đi, tốt nhất là đâm chết anh ta luôn. Để bọn họ biết đặc tội với anh sẽ có hậu quả gì. Lâm Kiều không hiểu, bèn lớn tiếng hô lên. Ngải Lâm nhìn cô ta như đang nhìn đồ đần, bất lực lắc đầu, không biết tại sao loại phụ nữ như cô ta cũng dám đấu với mình. Điền Tân Vũ thầm mắng Lâm Kiều ngu xuẩn,
Hiện giờ lưỡi dao của anh ta đang bị Mã Siêu dùng hai ngón tay kẹp lấy, có cảm giác như đang cưỡi trên lưng cọp. Vậy mà Lâm Kiều còn bảo anh ta giết Mã Siêu, chẳng phải là đang tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Mày chỉ có chút sức thế này thôi sao? Mã Siêu cười tủm tỉm hỏi. Điền Tân Vũ mặt đỏ gay gắt, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, danh con, mày mau buông tay ra để tao đâm mày một cái. Tao hứa sẽ không giết mày, chỉ cần mày giữ thể diện cho tao, nhà họ Điền sẽ không động vào mày. Nếu không, mày sẽ bị cả nhà họ Điền đuổi giết. Giọng nói của anh ta rất nhỏ, chỉ để Mã Siêu nghe thấy. Mã Siêu kỳ quái nhìn Điền Tân Vũ, không khỏi cạn lời. Tại sao trên đời này còn có kẻ ngu xuẩn như vậy? Con hàng này thực sự là dòng chính của nhà họ Điền trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Răng rắc. Mã Siêu bỗng dồn sức vào hai ngón tay, lưỡi dao lập tức gãy nát. Mày! Điền Tân Vũ lập tức hoảng sợ, bởi vì Mã Siêu đã bắt lấy cổ tay của anh ta. Mày, mày định làm gì? Tao vừa nói muốn khiến mày thành kẻ tàn phế. Mới đó mà mày đã quên rồi sao? Mã Siêu cong môi nở nụ cười. Điền Tân Vũ thấy vậy lại sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy. Gây ra họa lớn. Chồng ơi, anh đang làm gì thế? Sao vẫn chưa ra tay vậy? Anh ta chỉ là một thằng trai bao được con ả đê tiện ngải Lâm kia nuôi mà thôi, giết cũng chẳng sao. Anh mau ra tay đi. Lâm Kiều vẫn chưa ý thức được chuyện gì, lớn tiếng nói. Dứt lời, cô ta vẫn không quên khiêu khích nhìn ngải Lâm, nếu bây giờ cô chịu quỳ xuống cầu xin tôi, có thể tôi sẽ từ bi tha cho. Ngải Lâm cười nói, cô đã nói như vậy thì mau mau quỳ xuống đi. Quỳ xuống cầu xin tôi sẽ thả cô rời đi. Con đàn bà đê tiện, mày vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Thằng trai bao của mày sắp chết rồi, mày vẫn còn giả vờ thanh cao trước mặt tao, Lâm Kiều tức giận nói. Tần Thanh Tâm cũng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng hiện giờ Điền Tân Vũ đang bị Mã Siêu nắm chặt cổ tay. Cô thực sự không hiểu nổi, tại sao Lâm Kiều lại cho rằng Mã Siêu sắp chết. Răng rắc. Đúng lúc này, tiếng xương gãy bỗng nhiên vang lên. Ha ha ngải Lâm, cho dù bây giờ mày quỳ xuống xin tao cũng đã quá muộn. Bạn trai của mày đã bị phế rồi, ha ha ha, Lâm Kiều nghe thấy tiếng xương gãy lập tức cười phá lên. Á! Thế nhưng trong lúc cô ta đang cười sung sướng, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cửa hàng quần áo. Đám nhân viên cửa hàng đã bị dọa sợ chết khiếp, mặt mũi trắng bệch. Ngải Lâm, bây giờ sẽ đến lượt mày. Mày tự nói đi, mày muốn chết kiểu nào? Lâm Kiều vẫn không hề phát hiện tiếng kêu ấy là của Điền Tân Vũ, vẫn còn đang uy hiếp Ngải Lâm. Rắc rắc rắc. Đúng lúc này, ba tiếng xương gãy thanh thúy liên tiếp vang lên. Điền Tân Vũ mới rên lên vài tiếng liền ngất xỉu. Ha ha. Lâm Kiều điên cuồng cười lớn, Ngải Lâm, thằng trai bao của mày không kêu nổi nữa rồi, chắc là mất mạng rồi nhỉ. Bà xã, em định xử lý con đàn bà ngu xuẩn này thế nào? Muốn sống hay là chết? Ngay lúc Lâm Kiều đang cười không ngớt, một giọng nói tràn ngập sát khí chợt vang lên. Câu nói muốn sống hay chết khiến tiếng cười của Lâm Kiều đột nhiên im bặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Mã Siêu đã quay về bên cạnh Ngải Lâm. Anh, sao anh vẫn còn sống? Lâm Kiều run rẩy nói, vẻ mặt khó tin. Khi cô ta quay đầu lại đã thấy bạn trai mình đang nằm sóng xoài trên mặt đất, tay chân đều be bét máu. Cô ta chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung, đáy mắt chỉ còn lại sợ hãi tột độ. Đến tận lúc này, cô ta mới sực tỉnh, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là của bạn trai mình. Lâm Kiều, quỳ xuống xin lỗi đi, tôi sẽ tha cho cô, Ngải Lâm lên tiếng nơ. Bịch. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Kiều vừa mới còn kiêu căng hống hách chưa đợi Ngải Lâm nói xong đã hèn hạ quỳ rạp xuống. Ngải Lâm, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi là loại đàn bà đê tiện, tôi ngu dốt nên mới mắng cô. Xin cô bỏ qua cho tôi. Lâm Kiều vừa xin lỗi vừa tự mắng mình, còn không ngừng dập đầu với Ngải Lâm. Bản thân Ngải Lâm cũng trở nên ngây dại, cô ấy chỉ ăn miếng trả miếng, Lâm Kiều nói muốn cô ấy quỳ xuống xin tha. Cô ấy cũng bảo Lâm Kiều quỳ xuống xin tha. Thế nhưng cô ấy chưa từng bảo Lâm Kiều dập đầu với mình. Lần sau đi ra ngoài nhớ mang não. Cô ngu xuẩn như vậy không sợ hại chết tất cả những người có quan hệ với mình à? Ngải Lâm lạnh lùng nói. Dứt lời, cô ấy kéo tay Mã Siêu, chúng ta đi. Dương Thanh cũng nắm tay Tần Thanh Tâm cùng rời đi. Đến khi bóng dáng bọn họ khuất hẳn,
Lâm Kiều mới chật vật bò dậy khỏi mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngải Lâm, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Nói xong, cô ta liền quay lưng rời đi, không thèm để ý tới Điền Tân Vũ. Đám nhân viên cửa hàng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì bạn trai của Lâm Kiều bị người ta đánh thành tàn phế, vậy mà cô ta lại vứt bỏ Điền Tân Vũ rời đi một mình sao? Đám người Dương Thanh đã ra khỏi cửa hàng quần áo. Chị Lâm, người đàn ông vừa rồi là người của nhà họ Điền trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Chúng ta làm vậy liệu có gây rắc rối cho nhà họ Ngải không? Trên đường trở về, Tần Thanh Tâm vẫn chưa hết lo lắng. Ngải Lâm cười đáp, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hơn nữa chồng của em lợi hại như vậy, nhà họ Điền là cái thá gì cơ chứ? Cậu Thanh, chị nói có đúng không? Nếu nhà họ Điền thực sự tìm tới nhà họ Ngải tính sổ, cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ? Ngải Lâm mỉm cười hỏi. Dương Thanh bất lực lắc đầu, sao em lại có cảm giác bị lừa vào chồng vậy nhỉ? Vừa nói, anh vừa nhìn sang Mã Siêu đang tập trung lái xe ở bên cạnh. Dường như Mã Siêu cảm thấy gì đó, giật mình vội vàng giải thích, anh Thanh đừng nghĩ là em với Ngải Lâm hợp sức lừa anh vào chồng đấy nhé. Ai mà biết được, dù sao bây giờ cậu có vợ liền quên mất anh em. Tôi sao quan trọng bằng vợ cậu được, Dương Thanh cười nói. Em thế đó, thực sự không có chuyện này. Em và Ngải Lâm không lừa anh đâu. Mã Siêu hoảng sợ vội vàng giải thích. Ngải Lâm cố tình sụ mặt nói, Mã Siêu, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng anh, em không quan trọng bằng cậu Thanh sao? Ngải Lâm, anh không có ý như vậy, anh. Mã Siêu đang định giải thích, chợt phát hiện mình nói thế nào cũng không đúng, gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Ha ha! Ngải Lâm không nhịn được cười phá lên. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cũng cười theo. Lúc này, Mã Siêu mới biết mình bị đùa giỡn. Ngải Lâm khôi phục sắc mặt bình thường, nghiêm túc nói, anh yên tâm, đời này em sẽ không để anh rơi vào tình huống phải lựa chọn giữa em và Dương Thanh đâu. Bởi vì đối với anh, dù là em hay Dương Thanh đều là người quan trọng nhất. Hơn nữa Dương Thanh đã từng cứu mạng anh rất nhiều lần. Có thể nói, nếu không có Dương Thanh, anh đã bỏ mạng trên chiến trường từ lâu rồi. Em đã lựa chọn ở bên cạnh anh, vậy thì cả đời này đều sẽ đứng về phía Dương Thanh. Ngải Lâm nghiêm túc lạ thường, Mã Siêu cũng chăm chú nghe từng chữ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Tần Thanh Tâm cũng bị làm cảm động, hai mắt đỏ hoe. Cô biết để có thể khiến người như Ngải Lâm và Mã Siêu tin phục mình như vậy, Dương Thanh đã phải liều mạng đổi lấy. Cô không biết những chuyện của anh ở biên giới phía Bắc, nhưng cũng biết 5 năm trong quân đội của anh nhất định vô cùng vất vả. Nếu không phải trải qua nguy hiểm đến tính mạng, sao anh có được thân phận và địa vị như hiện giờ? Dương Thanh mỉm cười lên tiếng, được rồi, không nói đến chuyện tâm trạng như vậy nữa. Chị Lâm không định báo trước với nhà họ Ngải một tiếng à? Dù sao vừa rồi Mã Siêu cũng đã đánh gãy tay chân của dòng chính nhà họ Điền. Ngải Lâm cười khổ một tiếng, chị e nhà họ Ngải đã biết chuyện này rồi. Chị đoán trong vòng 5 phút nữa bọn họ sẽ gọi điện cho chị. Cô ấy vừa dứt lời, chuông điện thoại liền reo vang. Bố chị gọi. Ngải Lâm liếc mắt nhìn số gọi đến, bất đắc dĩ nói. Bố à, có chuyện gì thế? Ngải Lâm ấn nghe máy. Đứa con gái ngỗ nghịch nhà mày, mau cút về gia tộc ngay cho tao. Tiếng giống giận của Ngải Minh Húc truyền ra từ điện thoại. Bố ơi, tất cả đều do bọn họ khiêu khích con trước, có cần nghiêm trọng vậy không? Ngải Lâm cố gắng giải thích. Chết người rồi còn dám hỏi có nghiêm trọng không à? Ngải Minh Húc giận dữ rít gào, trong vòng 10 phút phải quay về gia tộc cho tao. Nếu không, đừng bao giờ trở về nhà họ Ngải nữa. Nói xong, Ngải Minh Húc lập tức cúp máy. Ngải Lâm ngơ ngác cầm điện thoại, hoang mang nói, Điền Tân Vũ chết rồi. Cút ra khỏi nhà họ Ngải. Không ai ngờ được bọn họ vừa mới rời đi không lâu, Điền Tân Vũ đã chết. Mã Siêu nghe tin, ngơ ngác nói, đúng là anh đánh gãy tay chân anh ta. Nhưng làm gì đến mức mất mạng. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm tiếp xúc với mấy chuyện máu me này, mặt mũi tái nhợt, thì thào hỏi nhỏ chết người rồi sao? Trong thế giới của cô, đánh chết người là một chuyện cực kỳ xa lạ, vậy mà hôm nay nó lại xảy ra ngay bên cạnh cô. Ngải Lâm nhíu mày trầm giọng nói, nhà họ Điền là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dòng chính của họ bị giết, chắc chắn bọn họ sẽ tính sổ với nhà họ Ngải. Chỉ sợ chuyện lần này thật sự cần cậu ra mặt rồi. Ngải Lâm nhìn sang Dương Thanh.
Mặc dù cô ấy là người nhà họ Ngải nhưng vẫn luôn phản đối gia tộc ép cô liên hôn vì lợi ích, trước giờ chưa từng quan tâm đến chuyện trong gia tộc, chỉ chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực y học của riêng mình. Thế nhưng lần này, người chết là người nhà họ Điền, thế lực của nhà họ Ngải không thể đối phó nổi. Hơn nữa, tuy Điền Tân Vũ vừa mới chết có liên quan tới việc bị Mã Siêu đánh, nhưng nguyên nhân sâu xa là thù oán giữa cô ấy với Lâm Kiều. Vậy nên hết thảy mọi chuyện đều vì cô ấy mà ra. Cô ấy nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Chưa tính đến tình bạn giữa Dương Thanh và Ngải Lâm, chỉ riêng Mã Siêu thôi, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này vốn là người nhà họ Điền chủ động tìm chết. Nếu bọn họ chịu dàn xếp ổn thỏa thì bỏ qua, nhưng nếu không, em cũng phải tính sổ với bọn họ vì người nhà họ Điền định giết anh em của em, Dương Thanh lên tiếng. Cảm ơn cậu nhiều. Ngải Lâm cười khổ một tiếng, chị không ở lại nữa, phải về nhà trước đã. Anh Thanh, em đưa Ngải Lâm về đây, Mã Siêu nói. Dương Thanh cười mắng, có vợ liền quên mất anh em, mau phắn đi. Lúc này đã tới nhà mới của Dương Thanh ở Yến Đô. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm xuống xe, Mã Siêu lại lái xe đưa Ngải Lâm rời đi. Chồng ơi, đám cưới của Mã Siêu với chị Lâm sẽ không bị ảnh hưởng vì chuyện này chứ? Tần Thanh Tâm lo lắng hỏi. Dương Thanh lắc đầu an ủi, em yên tâm, cuối năm nay, đám cưới của bọn họ nhất định sẽ vẫn được tổ chức bình thường. Thế nhưng trong lòng anh không hề nghĩ như vậy. Đối với những gia tộc giống nhà họ Ngải ở Yến Đô, phụ nữ chính là vật hy sinh giúp bọn họ đạt được lợi ích lớn nhất. Hiện giờ nhà họ Ngải tỏ ra ủng hộ chuyện của Mã Siêu và Ngải Lâm là vì biết Mã Siêu có thực lực kinh người, cũng biết sau lưng anh ta còn có Dương Thanh chống lưng. Nếu một ngày có người hứa hẹn cho nhà họ Ngải lợi ích lớn hơn, bọn họ sẽ không chút do dự hủy bỏ đám cưới của Ngải Lâm và Mã Siêu. Cùng lúc đó, trong một tòa biệt thự xa hoa của một trang viên cổ điển rộng lớn có một xác chết được đặt trên mặt đất. Trong đó còn có rất nhiều người, sắc mặt ai nấy đều âm trầm đáng sợ, trong mắt hừng hực lửa giận. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Một người trung niên mặt vuông giống lên. Tôi đã xem video trong camera giám sát, cậu Vũ đi cùng với một người phụ nữ nhà họ Lâm tên là Lâm Kiều, sau đó cô ta chủ động khiêu khích Ngải Lâm của nhà họ Ngải. Lâm Kiều còn giật dây cậu Vũ dạy cho bạn trai của Ngải Lâm một bài học. Nào ngờ đối phương lại là một cao thủ rất mạnh, đánh gãy chân tay của cậu Vũ. Còn ả đê tiện Lâm Kiều thấy bạn trai của Ngải Lâm quá mạnh liền quỳ xuống xin tha mới may mắn thoát chết, sau đó vứt bỏ cậu Vũ ở lại bỏ chạy một mình. Nhờ nhân viên của hàng gọi xe cấp cứu tới, nhưng trong lúc chờ xe cậu Vũ đã qua đời. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da vội vàng tiến lên báo cáo. Xác chết trên đất chính là Điền Tân Vũ, dòng chính nhà họ Điền mới bị Mã Siêu đánh gãy chân tay. Người trung niên mặt vuông là bố của Điền Tân Vũ, tên là Điền Hoa. Trông thấy xác con mình lạnh ngắt nằm trên đất, chân tay gãy nát, ánh mắt của ông ta như tóe ra tia lửa. Còn ả Lâm Kiều kia đâu? Điền Hoa nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi đã cho người tới nhà họ Lâm, có lẽ cô ta sắp bị đưa tới rồi. Người đàn ông mặc vest trầm giọng nói. Cô ta phải chết. Điền Hoa cắn răng nói tiếp, nhưng người đánh Tân Vũ chết thảm mới là kẻ cầm đầu, là bạn trai của con bé nhà họ Ngải kia. Nhà họ Ngải nhất định phải giao cặp trai gái khốn kiếp này ra, nếu không nhà họ Ngải sẽ bị xóa sổ. Người đàn ông mặc vest vội nói, tôi đã trao đổi với nhà họ Ngải, bọn họ nói sẽ cho chúng ta câu trả lời thích đáng, chỉ là nghe có vẻ rất qua loa. Nhà họ Ngải nho nhỏ cũng dám qua loa với nhà họ Điền sao? Bọn họ muốn bị diệt tộc phải không? Điền Hoa cả giận ra lệnh, bây giờ lập tức gọi điện cho lão già Ngải Xuyên cho tôi, cho lão ta nửa tiếng mang hai đứa khốn kiếp kia đến nhà họ Điền chịu chết. Nếu không nhà họ Ngải phải tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, người đàn ông mặc vest giật mình kinh hãi, vội đáp, vâng. Nếu người khác nói câu này, ông ta sẽ khịt mũi khinh thường. Nhưng Điền Hoa là người thừa kế vị trí chủ gia tộc được ấn định. Hiện giờ đang bắt đầu tiếp quản chuyện trong nhà để chuẩn bị kế thừa vị trí chủ gia tộc đời tiếp theo. Có thể nói, địa vị của Điền Hoa trong nhà họ Điền sắp ngang bằng với chủ gia tộc. Ông ta quả thực có tư cách đòi tiêu diệt nhà họ Ngải. Cùng lúc đó, Mã Siêu đã lái xe đưa Ngải Lâm trở về gia tộc. Anh cứ về trước đi, nếu không giải quyết nổi em sẽ liên lạc với anh. Sau khi đến cửa nhà, Ngải Lâm nói với Mã Siêu. Trước kia đều là Ngải Lâm nói gì Mã Siêu nghe nấy.
nhưng lần này, Mã Siêu không chịu nghe lời, kiên quyết xuống xe với Ngải Lâm. Anh ta nắm tay Ngải Lâm, nghiêm túc nói, anh biết em đang lo lắng điều gì. Yên tâm đi, chuyện này vốn bắt nguồn từ anh, dù người nhà họ Ngải có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ chịu đựng. Nghe vậy, Ngải Lâm vô cùng cảm động. Cô ấy nghĩ mình và Mã Siêu sắp làm đám cưới rồi, cũng không ngăn cản nữa, nắm tay anh ta cùng đi vào nhà họ Ngải. Đứa con gái bất hiếu này, mày còn dám quay về à? Hai người vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nói giận dữ của Ngải Minh Húc, bố của Ngải Lâm, cũng là chủ nhà họ Ngải hiện giờ. Nhất là khi trông thấy Ngải Lâm tay trong tay với Mã Siêu, ông ta càng thêm tức giận. Ngải Lâm bất đắc dĩ hỏi, không phải bố bảo con về sao? Mày còn dám cãi tao? Ngải Minh Húc thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên đập bàn một cái. Bác trai, người là cho cháu lỡ tay giết chết, cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mã Siêu vội vàng bước tới, thành khẩn nói. Chịu trách nhiệm, cậu lấy cái gì để chịu? Ngải Minh Húc cả giận nói, hiện giờ người đã chết rồi, lại còn là con trai của Điền Hoa. Cậu có biết Điền Hoa là ai không? Ông ta chính là người thừa kế vị trí chủ gia tộc đời tiếp theo của nhà họ Điền đấy. Bây giờ ông ta đã bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của gia tộc rồi. Cậu giết chết con trai ông ta, cậu nói cho tôi biết cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì. Lúc này, Ngải Minh Húc không thèm để ý gì nữa, quát tháo Mã Siêu ầm ĩ rồi chỉ ra ngoài cửa, nếu cậu thực sự yêu Ngải Lâm, hãy cút ra khỏi nhà họ Ngải ngay cho tôi. Sau đó tới nhà họ Điền, gánh chịu toàn bộ hậu quả đi. Ngải Lâm đau lòng. Vẻ mặt Mã Siêu lập tức cứng đờ, không ngờ Ngải Minh Húc lại muốn anh ta gánh chịu tất cả. Mặc dù bản thân cũng có ý định này, nhưng Ngải Minh Húc nói ra lại có ý nghĩa khác. Rõ ràng, ý của Ngải Minh Húc không chỉ đơn giản bắt Mã Siêu gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, mà còn muốn tranh thủ cơ hội chia rẽ anh ta và Ngải Lâm. Bố đang nói gì vậy? Ngải Lâm đứng bật dậy, nổi giận nói, chuyện này vốn do con mà ra. Nếu không phải bị Lâm Kiều khiêu khích, sao Mã Siêu lại đánh Điền Tân Vũ chứ? Nếu thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, người chịu nên là con mới phải. Bố sợ nhà họ Điền như vậy thì cứ đẩy con ra đi. Trước giờ Ngải Lâm rất tùy hứng nhưng chưa từng nổi giận với Ngải Minh Húc như vậy. Vậy mà lúc này cô ấy lại chống đối ngay trước mặt người nhà họ Ngải, khiến họ sợ ngây người. Ngải Lâm, cháu đừng nói nữa, mau xin lỗi bố cháu đi. Phải đó, chủ gia tộc cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Thằng nhóc này giết người nhà họ Điền, bọn họ nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Tuy chuyện này do cháu mà ra nhưng đâu phải cháu bảo nó giết người. Nó giết người nhà họ Điền thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu nhà họ Điền trách tội, nhà họ Ngải chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Cháu mau xin lỗi bố đi, bảo bố mọi chuyện đều không liên quan đến cháu. Người nhà họ Ngải mồm năm miệng mười khuyên nhủ, ai cũng ủng hộ ý định của Ngải Minh Húc. Mặc dù họ không quan tâm sự sống chết của Ngải Lâm nhưng cô ấy là người nhà họ Ngải. Một khi nhà họ Điền trách phạt, toàn bộ nhà họ Ngải đều sẽ bị liên lụy. Ngải Lâm kiên định nói, mọi chuyện vốn bắt nguồn từ con, tại sao lại bắt chồng chưa cưới của con gánh chịu? Ngải Minh Húc giận dữ tát Ngải Lâm một cái thật mạnh, mày dám chống đối tao sao? Để xem tao có đánh chết đứa con gái bất hiếu như mày không? Trong mắt Ngải Lâm chỉ còn lại thất vọng, vẻ mặt lại không hề e sợ, nhìn chằm chằm Ngải Minh Húc, để mặc ông ta đánh mình. Bốp! Chợt Mã Siêu vẫn đứng cạnh Ngải Lâm xông ra chắn trước người cô ấy. Bàn tay của Ngải Minh Húc tát thẳng lên mặt anh ta. Mọi người đều giật nảy mình. Ngải Lâm cũng ngây dại, không ngờ Mã Siêu lại chịu đánh thay mình. Mã Siêu! Ngải Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần, đau lòng nhìn dấu tay đỏ bừng trên mặt Mã Siêu. Người khác không biết thân phận của anh ta, nhưng cô ấy biết rất rõ. Ở biên giới phía Bắc, Mã Siêu cũng là một người nắm giữ quyền cao chức trọng, tất cả đều phải liều mạng đổi lấy. Từ trước tới nay anh ta luôn được người người tôn sùng, chưa từng bị tát như vậy. Thế mà bố cô ấy lại tát anh ta một cái. Mã Siêu bình tĩnh nhìn Ngải Minh Húc, nghiêm túc nói, bác trai, dù bác muốn đánh thì người nên bị đánh phải là cháu. Bác nói không sai, người do cháu giết thì cháu phải chịu trách nhiệm, hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Ngải. Nghe anh ta nói vậy, Ngải Lâm rất xót xa. Cô ấy có thể cảm nhận được khi Mã Siêu nói ra những lời này. Trong lòng khó chịu tới mức nào. Trong suốt những ngày qua, Mã Siêu cố gắng lấy lòng người nhà cô ấy chỉ vì muốn được ủng hộ.
Bởi vì lần trước ở nhà họ Vương, thực lực của Mã Siêu quá mạnh nên người nhà họ Ngải không dám tỏ ra bất mãn, đối xử với Mã Siêu rất khách sáo. Nhưng hôm nay, Mã Siêu vì Ngải Lâm lấy mạng một người nhà họ Điền, bọn họ lập tức trở mặt, ra vẻ vì nghĩa quên mình để lấy lòng nhà họ Điền. Mã Siêu vốn là trẻ mồ côi, từ khi ở bên Ngải Lâm đã coi nhà họ Ngải là gia đình mình. Thế nhưng giờ đây, anh ta mới biết nhà họ Ngải chưa từng coi mình là người một nhà. Hai mắt Ngải Lâm đỏ hoe, trong lòng đau xót. Sao anh lại ngốc như vậy? Ngải Lâm bước tới cẩn thận sờ lên mặt Mã Siêu, nghẹn ngào hỏi, đau không? Mã Siêu gượng cười đáp, anh da dày thịt béo, một cái tát không làm anh đau được. Nhưng Ngải Lâm lại vô cùng đau lòng. Được rồi, cậu đã hiểu thì mau cút đến nhà họ Điền nhận tội đi, Ngải Minh Húc sụ mặt nói, lòng thầm vui sướng. Chỉ cần Mã Siêu chịu toàn bộ trách nhiệm, nhà họ Điền muốn đối phó nhà họ Ngải cũng không có lý do, dù sao người là do Mã Siêu giết. Ngải Lâm, em ở nhà đợi anh đi giải quyết rắc rối đã, Mã Siêu chân thành nói. Ngải Lâm không chịu nổi nữa, nước mắt giàn giụa. Lần đầu tiên thấy Ngải Lâm bật khóc, Mã Siêu không khỏi hoảng hốt, vội lau nước mắt cho cô ấy, em đừng khóc mà. Có anh Thanh ở đây rồi, anh không sao đâu. Ngải Lâm bỗng nhào vào lòng Mã Siêu, ôm chặt eo anh ta, nức nở nói, người do anh giết nhưng cũng là vì em. Nếu em thực sự bỏ mặc anh, sao có thể xứng với tình yêu anh dành cho em? Anh muốn tới nhà họ Điền cũng được, em đi với anh. Ngải Lâm nghiêm túc nói. Trái tim Mã Siêu đập loạn nhịp, tuy hai người đã chính thức hẹn hò, cũng định kết hôn vào cuối năm nay nhưng đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy. Hơn nữa còn là Ngải Lâm chủ động nhào vào lòng anh ta. Mã Siêu bỗng cảm thấy cái tát vừa rồi rất đáng. Ngải Lâm, Ngải Minh Húc thấy vậy, tức phát run, nổi giận gào lên, nếu mày dám bước ra khỏi nhà họ Ngải một bước, từ giờ trở đi nhà họ Ngải không có mày nữa. Ngải Lâm tách ra khỏi Mã Siêu, bật cười châm chọc, trong mắt bố, hạnh phúc của con không quan trọng sao? Bố muốn cắt đứt quan hệ bố con với con sao? Ngải Lâm cảm thấy khó thở. Thất hồn lạc phách hỏi. Nếu mày dám đi theo thằng nhãi này, tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày, Ngải Minh Húc giống giận. Người nhà họ Ngải đều vội vàng khuyên nhủ, rõ ràng đang rất sốt ruột. Không phải vì lo lắng cho Ngải Lâm mà là sợ Ngải Lâm sẽ thừa nhận cái chết của Điền Tân Vũ liên quan tới mình. Đến lúc đó nhà họ Điền chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nhà họ Ngải. Mã Siêu cũng hoảng hốt vội nói, Ngải Lâm, em nghe lời anh ngoan ngoãn đợi ở nhà đi. Chắc chắn anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trước giờ Ngải Lâm vẫn là một người phụ nữ có chủ kiến. Cô ấy đã quyết tâm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cô ấy kiên định lắc đầu, em nhất định phải đi với anh, đây là nguyên tắc. Được, được lắm, đứa con gái bất hiếu mày đã muốn đi thì lập tức cút khỏi đây cho tao. Từ nay về sau, mày không còn liên quan gì tới nhà họ Ngải nữa. Ngải Minh Húc giận dữ gầm thét. Ngải Lâm lắc đầu cười mỉa mai, thất vọng nói, bố yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không liên lụy tới nhà họ Ngải đâu. Con chỉ hy vọng bố sẽ không hối hận vì quyết định này. Dứt lời, cô ấy chủ động nắm tay Mã Siêu nói, chúng ta đi thôi. Nhà họ Ngải gặp biến cố. Thấy Ngải Lâm bỏ đi với Mã Siêu, Ngải Minh Húc tức giận, toàn thân run lên. Nếu mày dám bước ra khỏi nhà họ Ngải một bước. Dù sau này có chết ở bên ngoài cũng không liên quan đến nhà họ Ngải, Ngải Minh Húc gào giống. Câu nói này đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Ngải Lâm. Ngải Lâm đột nhiên ngừng bước, cơ thể run nhẹ nhẹ, không hề quay đầu nhưng nước mắt đã lăn xuống. Thấy vậy, Mã Siêu rất đau lòng, nắm tay Ngải Lâm nói, em biết nhà họ Điền chẳng là gì với anh Thanh rồi mà. Sao em còn phải làm vậy? Ngải Lâm nở nụ cười, kiên cường gạt nước mắt, bởi vì anh là bạn trai em. Em đã chọn yêu anh thì dù lên núi đao xuống biển lửa, em cũng phải đi cùng anh. Mã Siêu thấy tim mình như nhũn ra vì cảm động, cũng thấy may mắn vì giữ lấy cơ hội theo đuổi Ngải Lâm. Cô ấy tốt như vậy, dù bây giờ bảo anh ta chết vì cô ấy, anh ta cũng cam lòng. Đàn ông có thể chết vì tri kỷ, cũng có thể chết vì tình. Bố yên tâm, con sẽ nói với nhà họ Điền, trước khi Điền Tân Vũ chết con đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Ngải. Người do bạn trai con giết, chúng con sẽ gánh hết trách nhiệm. Ngải Lâm bỗng quay người bình thản nhìn Ngải Minh Húc. Dứt lời, cô nhìn đám người nhà họ Ngải một lượt rồi nhìn vào trang viên nhà họ Ngải, không còn lưu luyến dứt khoát quay lưng kéo Mã Siêu rời đi.
Người nhà họ Ngải đều chỉ khoanh tay đứng nhìn, không ai chịu đứng ra nói giúp Ngải Lâm. Trước đó bọn họ không muốn Ngải Lâm rời đi vì để cô ấy ở lại gánh chịu lửa giận của nhà họ Điền giúp gia tộc. Nhưng hiện giờ, Ngải Lâm đã nói rõ muốn cùng chịu trách nhiệm với Mã Siêu, cô ấy cũng đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Vậy thì mọi chuyện cô ấy làm đều không liên quan tới nhà họ Ngải nữa. Giây phút Ngải Lâm quay người đi, trái tim Ngải Minh Húc quặn thắt. Dù sao cũng là con gái ruột, tuy lời ông ta nói rất hung ác nhưng cuối cùng cũng thấy đau lòng cho con gái. Đứng lại! Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ chợt vang lên. Ngải Lâm đã đi được mười mấy mét lập tức dừng bước. Bố! Ông cụ! Trông thấy người tới, đám người nhà họ Ngải vội vàng cung kính chào hỏi. Ngải Lâm cũng xoay người nhìn bóng dáng già nua, nhịn không được thốt lên, ông nội. Lão ta chính là chủ gia tộc họ Ngải đời trước, Ngải Xuyên. Chính vì thấy được tiềm lực của Mã Siêu và Dương Thanh, lão ta mới từ chức, chỉ định Ngải Lâm làm chủ gia tộc đời kế tiếp. Nhưng Ngải Lâm kiên quyết từ chối, Ngải Xuyên mới giao vị trí chủ gia tộc cho Ngải Minh Húc. Tất cả đều nhờ có Ngải Lâm. Tôi còn chưa chết anh đã không chờ nổi muốn đuổi cháu gái của tôi khỏi gia tộc rồi sao? Đôi mắt sắc bén của Ngải Xuyên nhìn chằm chằm Ngải Minh Húc, lão ta lạnh giọng chất vấn. Ngải Minh Húc sợ run người, vội vàng nói, bố à, đứa con gái bất hiếu này đắc tội nhà họ Điền, con trai của người thừa kế nhà họ Điền bị giết rồi. Bây giờ chỉ có đuổi nó ra khỏi gia tộc mới bảo vệ được nhà họ Ngải. Con cũng không còn cách nào khác. Ngải Minh Húc giải thích. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, thưa cụ, lời chủ gia tộc nói đều là thật. Xin cụ tự buông quyền lực, xin cụ buông quyền lực, xin cụ buông quyền lực. Lúc này, mấy chục người dòng chính nhà họ Ngải thi nhau hô hào xin Ngải Xuyên đồng ý. Thấy cảnh tượng này, Ngải Xuyên chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Lão ta đã 70 tuổi nhưng mới truyền vị trí chủ nhà lại cho Ngải Minh Húc trước đó không lâu. Không phải lão ta muốn độc chiếm quyền lực, mà là vì biết khả năng của Ngải Minh Húc đến đâu. Nếu không vì Ngải Lâm từ chối, lão ta có chết không không cho Ngải Minh Húc làm chủ gia tộc. Nhưng không ngờ thằng con này của lão ta không có năng lực giải quyết việc của gia tộc nhưng lại rất biết cách lung lạc lòng người. Anh cũng có ý này sao? Ngải Xuyên không thèm đáp lại ai, chỉ nhìn Ngải Minh Húc. Ngải Minh Húc vẫn luôn cúi gằm xuống, không dám đối mặt với Ngải Xuyên. Ngẩng đầu lên, Ngải Xuyên giận dữ quát. Lần này, Ngải Minh Húc mới gắng gượng ngẩng đầu nhìn lão ta. Nói đi, anh cũng muốn tôi buông quyền lực phải không? Ngải Xuyên chất vấn thêm lần nữa. Ngải Minh Húc không im lặng nữa, cắn răng nói, nếu bố đã giao vị trí chủ nhà cho con, xin bố hãy buông quyền. Con sẽ cố hết sức để nhà họ Ngải ngày càng thịnh vượng. Sao bố có thể nói với ông nội như vậy? Ngải Lâm không chịu nổi nữa, khó tin lên tiếng. Trong ấn tượng của cô ấy, Ngải Minh Húc không phải loại người như vậy. Đừng gọi tao là bố. Mày đã bị trục xuất khỏi gia tộc, tao với mày không còn quan hệ gì nữa, Ngải Minh Húc tức giận nói. Ngải Lâm mím chặt môi không nói gì thêm, hai mắt sưng đỏ nhìn Ngải Xuyên. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Ngải Minh Húc, Ngải Xuyên chỉ thấy sức lực toàn thân như bị hút cạn. Lão ta vốn hơn 70 lại như già thêm chục tuổi. Lão ta bật cười châm chọc, thì ra trong mắt anh, quyền lực còn quan trọng hơn cả con gái và bố mình. Minh Húc, anh biết tại sao bao nhiêu năm qua, tôi vẫn kiên quyết nắm giữ vị trí chủ gia tộc không? Ngải Xuyên bỗng nhiên bình tĩnh hỏi. Ngải Minh Húc nghe vậy liền tức giận, cắn răng nói, chẳng lẽ không phải vì bố thích độc chiếm quyền lực sao? Nếu không, sao bố lại không chịu buông quyền? Con là con trai duy nhất của bố, cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngải. Tại sao bố lại chiếm quyền lâu như vậy? Bố có biết người ngoài nói gì về con không? Bọn họ nói con không có năng lực, là đồ vô dụng thiển cận. Dù có là người thừa kế duy nhất của gia tộc nhưng nếu bố không chết, đời này con không có hy vọng kế thừa vị trí chủ gia tộc. Tất cả đều tại bố. Bố già rồi, nhường lại vị trí chủ gia tộc, trồng ít hoa cỏ an hưởng tuổi già không tốt sao? Tại sao muốn độc chiếm vị trí chủ gia tộc, để con bị người ta mắng là đồ vô dụng? Ngải Minh Húc kích động lạ thường. Giống to với Ngải Xuyên như muốn xả hết toàn bộ uất ức trong những năm qua. Ngải Xuyên vẫn im lặng không lên tiếng, chăm chú lắng nghe đến khi Ngải Minh Húc nói xong mới cười tự giễu, thì ra đến cả anh cũng nghĩ tôi là kẻ thích độc chiếm quyền lực. Chẳng lẽ không phải sao, Ngải Minh Húc cả giận nói.
thế anh có biết suốt những năm qua, tôi đã phí bao công sức bồi dưỡng anh hay không? Nếu không vì năng lực của anh không đủ, tôi kiên quyết không chịu nhường lại vị trí chủ gia tộc làm gì. Bây giờ lại trách tôi chiếm quyền. Tôi sắp chết đến nơi rồi vẫn phải nhọc lòng vì gia tộc, chẳng lẽ tôi không muốn buông bỏ hết quyền lực, an hưởng tuổi già sao? Ngải Xuyên liên tục chất vấn, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Không chịu nhận sai lầm. Câu nói năng lực không đủ của Ngải Xuyên khiến Ngải Minh Húc lập tức thẹn quá hóa giận, ông im ngay. Tôi thừa nhận ông đã bồi dưỡng tôi, nhưng sao ông dám nói năng lực của tôi không đủ? Nếu tôi không đủ năng lực, sao mấy sản nghiệp ông giao cho tôi phụ trách lại sinh lời? Nếu tôi không đủ năng lực, sao hiện giờ lại có thể cầm quyền quản lý gia tộc? Cảm xúc của Ngải Minh Húc rất bất ổn. Ngải Xuyên lại cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, anh thực sự tưởng lợi nhuận của mấy sản nghiệp anh phụ trách kia đều nhờ anh cả sao? Chẳng lẽ không phải, Ngải Minh Húc cả giận hỏi. Đương nhiên không phải. Ngải Xuyên tiếc hận nói, nếu tôi không âm thầm trợ giúp, anh nghĩ những sản nghiệp đó có thể sinh lời được sao? Bởi vì tôi biết anh chỉ coi trọng cái lợi trước mắt, mơ tưởng xa vời, lòng tự trọng lại cao nên dù sản nghiệp anh phụ trách không ngừng thua lỗ, tôi vẫn kiên trì để anh làm, còn tôi chỉ âm thầm trợ giúp. Ngải Minh Húc khó tin, lảo đảo lùi về sau, không thể nào. Chuyện này không thể như vậy được, tất cả đều là công của tôi, sao có thể là nhờ ông trợ giúp phía sau được? Sao lại không thể? Mấy sản nghiệp anh phụ trách có cái nào không thiệt hại mấy tỷ mới bắt đầu có lãi hả? Anh thực sự cho rằng, sản nghiệp đang xuống dốc đột nhiên khôi phục đều là nhờ may mắn cả sao? Ngải Xuyên châm chọc hỏi, trong lòng lại thấy bi thương. Đến tận lúc này, Ngải Minh Húc mới tỉnh ngộ, thì ra thành công ông ta có được đều là nhờ Ngải Xuyên âm thầm trợ giúp ở phía sau. Đúng như lời Ngải Xuyên nói, những sản nghiệp do Ngải Minh Húc phụ trách đều từng rơi vào tình trạng sắp phá sản mới bỗng nhiên hồi sinh. Lúc ấy, Ngải Minh Húc còn không hiểu tại sao lại dần dần sinh lời, chưa từng nghĩ tới Ngải Xuyên mà chỉ coi là may mắn. Hôm nay nghe Ngải Xuyên nói, ông ta mới biết được sự thật. Thì ra năm đó nhà họ Ngải tổn thất nghiêm trọng đều là vì Ngải Minh Húc gây ra. Phải đó, thì ra sau này bắt đầu sinh lời đều nhờ ông cụ ra tay. Xem ra chúng ta trách lầm ông cụ rồi. Ông ấy thực sự vì nhà họ Ngải nên mới âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Ông ấy đã 70 tuổi rồi, nắm giữ quyền lực và tài sản khổng lồ như vậy còn ý nghĩa gì? Người nhà họ Ngải cũng nhớ lại, mấy năm trước quả thật từng có chuyện như thế, gần nửa sản nghiệp của gia tộc đều do Ngải Minh Húc quản lý. Khi đó, ai cũng hiểu Ngải Xuyên đang định nhường lại vị trí chủ gia tộc nên mới lần lượt giao sản nghiệp cho Ngải Minh Húc. Nhưng sau này không biết tại sao, mấy sản nghiệp do Ngải Minh Húc phụ trách đều lỗ lớn. Chỉ là khi đó bọn họ còn chưa tỏ tường, chỉ sau một đêm những sản nghiệp này đã bắt đầu sinh lời. Cũng chính từ lúc đó, Ngải Xuyên tước đoạt một phần sản nghiệp trong tay Ngải Minh Húc. Dù vậy Ngải Minh Húc vẫn nắm giữ nhiều sản nghiệp nhất trong gia tộc. Bây giờ nghe Ngải Xuyên giải thích, bọn họ mới vỡ lẽ. Thì ra Ngải Xuyên muốn âm thầm bồi dưỡng Ngải Minh Húc nên mới làm vậy. Không, nhất định ông đang lừa tôi. Đối với ông, tôi chỉ là một thằng vô dụng, không xứng làm con trai ông. Ông chỉ không muốn tôi thừa kế gia tộc nên mới cố ý nói như vậy. Ông giữ vị trí chủ gia tộc quá lâu, đã quen với việc có địa vị cao nên mới lần nữa không muốn giao vị trí chủ nhà cho tôi. Ngải Minh Húc đỏ bừng mắt hét lên như phát điên, không chịu tiếp nhận sự thật. Ngải Xuyên cảm thấy tim mình tan nát, sao lão ta lại coi con mình là kẻ vô dụng được? Sao lão ta lại không muốn giao vị trí chủ gia tộc cho con mình? Chỉ cần Ngải Minh Húc giỏi hơn một chút, ít nhất có thể giữ ổn định biên độ tăng trưởng nhỏ của sản nghiệp gia tộc mà không cần lão ta âm thầm trợ giúp, lão ta đã vui lắm rồi. Nhưng Ngải Minh Húc không làm được nên lão ta mới buộc phải tiếp tục nhọc công quản lý gia tộc, nghĩ cách tìm nơi che chở cho nhà họ Ngải. Tất cả đều vì Ngải Minh Húc, vì nhà họ Ngải. Thế nhưng trong mắt Ngải Minh Húc, lão ta lại thành kẻ chuyên quyền độc đoán. Bố đừng tự lừa mình dối người nữa. Chắc chắn bố biết ông nói thật mà. Sao bố không chịu thừa nhận sai lầm của mình? Ngải Lâm hô lên, nước mắt giàn giụa. Nửa tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên Ngải Lâm thể hiện sự yếu đuối ở trước mặt người nhà họ Ngải. Mã Siêu không biết mình có thể nói gì, chỉ đành nắm chặt tay Ngải Lâm, âm thầm tiếp sức cho cô ấy. Mày câm miệng cho tao. Đứa con gái bị trục xuất khỏi gia tộc như mày thì biết cái gì?
bây giờ lập tức cút ra khỏi nhà họ Ngải cho tao, đừng hòng quay về nửa bước. Cút đi, Ngải Minh Húc vốn đang tức giận không muốn tiếp nhận sự thật, Ngải Lâm còn nói chúng tim đen ông ta, khiến ông ta điên tiết. Anh thực sự tưởng rằng hy sinh Ngải Lâm là có thể giúp nhà họ Ngải tránh được những phiền phức lớn trong mắt anh sao? Tôi nói cho anh biết, nhà họ Ngải có Ngải Lâm mới có thể trăm năm hưng thịnh, nếu không sớm muộn cũng bị hủy diệt trong tay anh. Ngải Xuyên lạnh lùng nói. Lần này lão ta hoàn toàn hết hy vọng với Ngải Minh Húc. Một thằng đàn ông không dám thừa nhận sai lầm của mình còn làm được trò trống gì nữa. Ông đề cao con bé này quá đấy. Ông đã coi thường tôi như vậy, tôi sẽ cho ông thấy không có nó, nhà họ Ngải liệu có bị hủy diệt hay không. Tôi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, tôi mới là người dẫn dắt nhà họ Ngải trở nên huy hoàng. Ngải Minh Húc nghiến răng nghiến lợi nói. Ngải Xuyên bật cười, tiếng cười tràn đầy bi thương và thất vọng, hờ hững nhìn Ngải Minh Húc, anh đã nghĩ vậy, tôi sẽ cho anh cơ hội nhìn rõ hiện thực. Dứt lời, Ngải Xuyên quay người rời đi. Ông nội đi đâu vậy? Ngải Lâm vội vàng đuổi theo. Ngải Xuyên nhìn Ngải Lâm mỉm cười từ ái, nắm tay cô ấy nói, ông sắp phải rời khỏi nhà họ Ngải rồi. Trước khi đi, ông muốn nhờ cháu một chuyện, ông muốn rời khỏi nhà họ Ngải sao? Không được, cháu sẽ đi với ông. Sau này cháu sẽ chăm sóc ông. Ngải Lâm lập tức nói. Ngải Xuyên lắc đầu đáp, cháu à, trong nhà họ Ngải chỉ có cháu giống tính ông nhất. Cháu biết ông đã quyết làm gì thì không ai ngăn được mà. Ông cũng không cần người khác chăm sóc, chỉ là trước khi đi, ông vẫn không yên lòng nên muốn nhờ cháu một việc. Dù thế nào nhà họ Ngải vẫn là nơi nuôi cháu lớn lên. Nếu quả thật có một ngày nhà họ Ngải sụp đổ, mong cháu hãy giúp đỡ, chỉ ít để nhà họ Ngải còn tồn tại trên đời. Dù có chết ông cũng còn mặt mũi đi gặp tổ tông. Ngải Xuyên nghiêm túc nói. Ngải Lâm òa khóc, nước mắt tuôn trào. Đúng như Ngải Xuyên nói, lão ta đã muốn rời đi, ai thuyết phục cũng vô dụng, cũng sẽ không cho cô ấy đi theo chăm nom. Ông nội yên tâm, chỉ cần cháu còn sống, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhà họ Ngải bị diệt, Ngải Lâm cam đoan. Nghe cháu nói vậy, dù ông có chết ngay bây giờ cũng có thể nhắm mắt rồi. Ngải Xuyên cười nói rồi dứt khoát quay lưng rời đi, không chút do dự. Người nhà họ Ngải không đành lòng nhìn theo bóng lưng già nua của lão ta. Bố nhất định sẽ phải hối hận. Đến khi bóng lưng Ngải Xuyên khuất hẳn, Ngải Lâm mới quay lại nói với Ngải Minh Húc. Dứt lời, cô ấy kéo Mã Siêu bỏ đi. Nhưng ngay sau khi bọn họ rời đi chưa được 10 phút, Ngải Minh Húc đã nhận được một cuộc gọi tới. Trong vòng nửa tiếng nếu ông không dẫn Ngải Lâm và Mã Siêu tới nhà họ Điền chịu chết, nhà họ Ngải sẽ bị xóa sổ. Nghe vậy, Ngải Minh Húc hoảng hốt nói, hôm qua Ngải Lâm đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Mọi chuyện chúng nó làm ở bên ngoài đều không liên quan đến nhà họ Ngải. Hiện giờ Ngải Lâm và Mã Siêu đang trên đường tới nhà họ Điền rồi. Ha ha, ông tưởng tùy tiện đẩy ra hai con tốt thế mạng là có thể xoa dịu lửa giận của nhà họ Điền sao? Tôi nói cho ông biết, dám giết người nhà họ Điền, nhà họ Ngải bị hủy diệt cũng đáng đời. Tôi không quan tâm Ngải Lâm có bị trục xuất khỏi nhà họ Ngải hay không, tôi chỉ biết cô ta họ Ngải. Vậy thì phải do chủ gia tộc họ Ngải là ông tới giải thích. Nếu không, nhà họ Ngải cứ chờ ngày tàn đi. Đối phương nói xong lập tức cúp máy. Ngải Minh Húc chỉ cảm thấy đất trời đều sụp xuống, toàn thân sụi lơ, lảo đảo lùi về sau mấy bước, phổi phịch trên mặt đất. Lại có kẻ địch mới. Cùng lúc đó, Ngải Lâm và Mã Siêu đang trên đường tới chỗ Dương Thanh. Trên đường đi, Ngải Lâm không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình cực kém. Quen biết Ngải Lâm nhiều năm, đây là lần đầu tiên Mã Siêu thấy cô ấy yếu đuối như vậy, trong lòng rất khó chịu. Mã Siêu, anh nói xem, quyền lực quan trọng vậy sao? Ngải Lâm đột nhiên nhìn sang Mã Siêu đang lái xe. Mã Siêu lắc đầu đáp, anh Thanh từng nói một câu rất hay, quyền thế và tiền tài lớn đến đâu cũng vô nghĩa, chỉ có bầu bạn bên những người đáng được ta trân trọng mới là thật. Anh biết em rất buồn, nhưng hy vọng em có thể mau chóng lấy lại vui vẻ. Anh có thể cảm nhận được, bác trai đuổi em đi và hiểu lầm ông nội em, bản thân ông ấy cũng rất khó chịu, chỉ là tạm thời chưa thể tiếp nhận sự thật mà thôi. Tin anh đi, chẳng bao lâu nữa nhất định bác trai sẽ tỉnh ngộ. Mã Siêu an ủi vài câu. Ngải Lâm lắc đầu cười châm chọc, dù thực sự tỉnh ngộ, chỉ sợ cũng là vì nhìn thấy giá trị lợi dụng của em mà thôi. Mã Siêu không biết phải an ủi tiếp thế nào. Yên tâm,
em chỉ khó chịu chút thôi, sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ngải Lâm cười nói. Chiếc xe phóng như bay về phía nơi ở của Dương Thanh. Chợt chuông điện thoại của Ngải Lâm reo lên. Khi thấy số người gọi đến, cô ấy hơi kinh ngạc, vì đây là số của Ngải Minh Húc. Ông ta vừa mới đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Ngải, lẽ ra không nên gọi tới nhanh như vậy, trừ phi có chuyện lớn xảy ra. Ngải Lâm hoảng hốt, vội nhận điện thoại, chỉ nghe thấy Ngải Minh Húc hỏi, mày đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngải Lâm lập tức hỏi. Dù đã thất vọng với Ngải Minh Húc nhưng ông ta vẫn là bố ruột Ngải Lâm, quan hệ của hai người vẫn chưa tới mức thù hận lẫn nhau. Nhà họ Điền vừa gọi tới, yêu cầu trong vòng nửa tiếng tao phải dẫn mày và Mã Siêu tới nhà họ Điền, nếu không sau đêm nay, nhà họ Ngải sẽ bị xóa sổ. Ngải Minh Húc giận dữ nói. Ngải Lâm biết nhà họ Điền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Ngải nhưng không ngờ nhanh như vậy đã tìm tới. Bố yên tâm, chuyện này không liên quan đến nhà họ Ngải. Bọn con sẽ giải quyết. Ngải Lâm trầm giọng nói, còn bổ sung thêm một câu, trong vòng nửa tiếng, con nhất định sẽ tới nhà họ Điền. Mày không hiểu tao nói gì à? Nhà họ Điền bắt tao dẫn chúng mày tới chịu chết. Vì thằng bạn trai khốn nạn của mày, nhà họ Ngải gặp tai họa rồi. Bây giờ muốn cứu gia tộc chỉ có thể dựa vào nhà họ Tôn. Ông chủ Tôn Húc đã nói chỉ cần mày chịu gả cho con trai ông ta, nhà họ Tôn sẽ ra mặt cho nhà họ Ngải đối phó nhà họ Điền. Giọng nói của Ngải Minh Húc lạnh lẽo như đang sai khiến, tao đã đồng ý mối hôn sự này. Mày lập tức tới ủy ban đăng ký kết hôn trước đi. Chỉ khi đăng ký kết hôn, nhà họ Tôn mới chịu ra mặt giúp nhà họ Ngải. Thời gian gấp gáp, mày mau tới ủy ban đi, người nhà họ Tôn chờ ở đó rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Ngải Lâm lập tức cứng đờ. Cô ấy cứ nghĩ Ngải Minh Húc gọi điện cho mình chỉ vì nhà họ Điền bắt ông ta dẫn mình và Mã Siêu tới chịu chết, không ngờ ông ta không thèm hỏi ý cô ấy đã nhận lời gả cô ấy cho nhà họ Tôn. Quan trọng là, cô ấy biết con trai của Tôn Húc là một thằng ngốc tên Tôn Khánh Dương. Nay bố mình lại muốn gả mình cho một thằng ngốc, trong khi bố biết mình định kết hôn với Mã Siêu vào cuối năm nay. Con đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến nhà họ Ngải, chúng con có thể xử lý được. Hơn nữa, con đã bị trục xuất khỏi nhà họ Ngải, bây giờ lại muốn dùng con để liên hôn với nhà họ Tôn, bố nghĩ được sao? Con đã có người mình yêu, không phải anh ấy quyết không gả. Bố muốn liên hôn với nhà nào không liên quan tới con. Ngải Lâm tức giận nói. Mày có bị đuổi khỏi gia tộc thì vẫn là con gái tao, là tao cho mày sinh mệnh. Chuyện này vốn vì mày mà ra, vậy thì nhất định phải do mày giải quyết. Nếu mày không tới ủy ban đăng ký kết hôn trong vòng nửa tiếng, nhà họ Ngải sẽ đắc tội thêm cả nhà họ Tôn. Chẳng lẽ mày muốn khoanh tay đứng nhìn nhà họ Ngải diệt vong vì mày sao? Ngải Minh Húc cũng giống lên. Ngải Lâm chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Ngải Minh Húc làm vậy vượt xa dự đoán của cô ấy, cũng khiến cô ấy kinh hãi. Dù đã bị trục xuất, cô ấy cũng chưa từng oán trách Ngải Minh Húc, bởi vì biết ông ta làm vậy là vì gia tộc. Nhưng giờ đây, ông ta lại đẩy cô ấy vào hố lửa, dù là tới nhà họ Điền chịu chết hay là gả vào nhà họ Tôn. Bố nói không sai, mạng con do bố cho, nhưng con cũng sẽ không nghe theo bố. Đương nhiên nếu bố muốn cái mạng này, con có thể trả lại cho bố. Nói xong, Ngải Lâm dứt khoát cúp máy. Mã Siêu đang lái xe cũng nổi giận. Chớ trêu thay, người khiến anh ta hận lại là bố của người con gái anh ta yêu thương. Em yên tâm. Nhà họ Tôn không làm gì được nhà họ Ngải đâu. Nhà họ Điền cũng vậy. Mã Siêu trịnh trọng nói. Ngải Lâm nhìn người đàn ông chân thành ấy, bỗng cảm thấy như tìm được bến đỗ đời mình. Cùng lúc đó ở nhà họ Ngải. Sau khi bị Ngải Lâm cúp máy, Ngải Minh Húc liên tục gọi tới, đáp lại là lời nhắc đối phương đã tắt máy. Ngải Minh Húc hoảng hồn. Nhà họ Điền đã khiến ông ta sứt đầu mẻ trán, giờ còn thêm nhà họ Tôn. Chỉ trong nửa tiếng. Nhà họ Ngải phải đối mặt với cả nhà họ Điền và nhà họ Tôn. Lúc này, ông ta mới nhận ra năng lực của mình yếu kém. Nếu ông ta hỏi Ngải Lâm trước, đợi cô ấy đồng ý mới xin liên hôn với nhà họ Tôn thì sẽ không khiến nhà họ Ngải đối mặt thêm với một kẻ địch hùng mạnh nữa. Đồng thời đắc tội với 2 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, chỉ sợ chẳng còn gia tộc nào như bọn họ. Ông chủ, không nên tìm nhà họ Tôn khi chưa chắc chắn Ngải Lâm có chịu gả đi hay không. Quản gia nhà họ Ngải lên tiếng, bạn trai Ngải Lâm rất mạnh, người nhà họ Hoàng cũng không làm gì được,
biết đâu lần này có thể tạo nên kỳ tích. Chúng ta nên tin Ngải Lâm có thể xử lý tốt chuyện này mới phải. Ông câm miệng cho tôi. Ngải Minh Húc thẹn quá hóa giận, tôi sẽ chứng minh không có bọn họ, tôi vẫn có thể khiến nhà họ Ngải trở nên lớn mạnh. Dứt lời, ông ta gọi một cuộc điện thoại, vội nói, vô cùng xin lỗi ông chủ Tôn. Đứa con gái bất hiếu Ngải Lâm kia đã bị tôi đuổi khỏi gia tộc, ông xem tôi chọn một đứa con gái khác thuộc dòng chính nhà họ Ngải. Câm miệng. Ngải Minh Húc chưa nói hết câu, Tôn Húc đã quát, tôi muốn con gái ông gả cho con trai tôi. Nếu là đứa khác thì còn ý nghĩa gì? Nhà họ Ngải dám đùa bỡn tình cảm của nhà họ Tôn như vậy, đừng trách tôi không khách sáo. Cứ chờ đi, giờ tôi sẽ dẫn người tới gặp ông. Đối phương nói xong liền cúp máy. Ngải Minh Húc hốt hoảng ngồi phịch trên mặt đất, ngơ ngác nói, nhà họ Tôn cũng tìm tới. Chẳng lẽ hôm nay là ngày tàn của nhà họ Ngải thật sao? Một lần cuối cùng, lúc Mã Siêu lái xe tới chỗ Dương Thanh, anh đã đợi sẵn ở bên ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người lại tự mình đến đón tôi? Sau khi lên xe Dương Thanh nghi ngờ hỏi. Trước khi đến đón Dương Thanh, Mã Siêu đã gọi điện cho anh nhưng không nói rõ mọi chuyện. Lúc này hai mắt Ngải Lâm sưng đỏ, viền mắt vẫn còn ươn ướt, rõ ràng vừa mới khóc xong. Ngải Lâm thở dài, chậm rãi kể lại. Khi biết tin Ngải Lâm đã bị đuổi khỏi nhà họ Ngải, ngay cả Ngải Xuyên cũng rời đi, Dương Thanh rất tức giận. Trước đây anh đã hứa với nhà họ Ngải sẽ bảo đảm cho họ huy hoàng trăm năm, không chỉ vì nể mặt Mã Siêu và Ngải Lâm ra mà còn vì cách làm người của Ngải Xuyên. Ngải Xuyên là bậc bề trên sáng suốt, linh hoạt. Sau khi biết được thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh và Mã Siêu lập tức truyền lại vị trí chủ gia tộc cho Ngải Lâm, đủ để chứng tỏ lão ta là người biết nhìn xa trông rộng. Nào ngờ lão ta bị ép rời khỏi nhà họ Ngải, ngay cả Ngải Lâm cũng bị Ngải Minh Húc đuổi ra khỏi gia tộc. Bố chị nhất định sẽ hối hận. Dương Thanh hờ hững nói. Nếu không phải Ngải Lâm là con gái của Ngải Minh Húc, việc ông ta làm hôm nay đã đủ khiến Dương Thanh giết ông ta rồi. Ngải Lâm cười khổ, trước khi rời đi ông nội chị cũng nói vậy. Anh Thanh định làm gì bác Ngải sao? Mã Siêu bỗng sốt ruột, vội vàng giải thích, ông ta cũng là người đáng thương, chưa trải sự đời, cực kỳ cổ hủ, hoàn toàn không biết sự mạnh mẽ của anh. Bằng không dù ông ta có can đảm cỡ nào cũng không dám làm ra việc này. Mã Siêu giải thích khiến Dương Thanh cạn lời, trợn mắt nhìn anh ta tức giận nói, trong suy nghĩ của cậu, tôi là người không biết chừng mực vậy sao? Nghe vậy, sắc mặt Mã Siêu lúng túng. Anh quá quan tâm nên không tỉnh táo, dù cậu Thanh muốn giết bố em thì ít nhất cũng sẽ nể mặt chúng ta không xuống tay, cùng lắm chỉ để ông ấy chịu khổ chút thôi. Ngải Lâm biết rõ Dương Thanh sẽ không làm gì Ngải Minh Húc. Cười gượng nói. Mã Siêu càng thêm lúng túng, vội vàng nói, anh Thanh đừng để bụng. Em chỉ lo Ngải Lâm khó xử vì bị kẹp ở giữa. Người đời nói phụ nữ khi yêu đều là kẻ ngốc, nhưng sao tôi cứ cảm thấy đàn ông khi yêu mới là kẻ ngốc nhỉ, Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Phụt, Ngải Lâm nhịn không nổi cười ra tiếng. Nụ cười này khiến muộn phiền tích tụ trong lòng cô ấy vơi đi rất nhiều. Đây là hiệu quả mà Dương Thanh mong muốn. Tuy Ngải Minh Húc mổn đẩy Ngải Lâm và Mã Siêu ra gánh tội thay khiến anh rất tức giận, muốn giết ông ta nhưng dù sao đây cũng là việc nhà của Ngải Lâm. Trừ khi Ngải Lâm muốn đối phó với nhà họ Ngải, nếu không anh cũng không có lý do đụng đến bọn họ. Sự việc nghe có vẻ phức tạp, nhà họ Ngải không chỉ trêu chọc nhà họ Điền mà còn gây sự với nhà họ Tôn, nhưng với anh hết thảy đều là chuyện nhỏ. Xe chạy như bay trên đường, chỉ 15 phút sau đã đỗ trước cửa nhà họ Ngải. Ngải Lâm và Mã Siêu vốn muốn đi thẳng đến nhà họ Điền nhưng sau khi Ngải Minh Húc gọi điện thoại tới ép Ngải Lâm gả cho nhà họ Tôn thì cô đã biết mọi việc chỉ có thể giải quyết ở nhà họ Ngải. Đứa con ngỗ nghịch, mày còn dám trở về nữa sao? Ngải Lâm vừa về nhà, Ngải Minh Húc đã tức giận quát. Nếu không vì Mã Siêu và Dương Thanh đứng cạnh Ngải Lâm, ông ta đã muốn xông lên tát Ngải Lâm mấy bạt tai rồi. Ngải Lâm hờ hững nói, con đã nói việc này không liên quan đến nhà họ Ngải. Con sẽ xử lý thỏa đáng. Tao bảo mày đến nhà họ Điền chịu trách nhiệm mày không đi, bảo mày đến ủy ban đăng ký kết hôn với người nhà họ Tôn mày cũng không đi. Mày nói xem mày định đối phó với hai gia tộc lớn của Yến Đô kiểu gì. Ngải Minh Húc gào lên. Người nhà họ Ngải cũng nhìn chằm chằm Ngải Lâm, thi nhau chỉ trích. Cô đúng là sao chổi, là tai họa của nhà họ Ngải. Bây giờ gây ra họa lớn cho gia tộc,
cô tưởng chỉ bằng một câu nói là có thể giải quyết được sao? Tôi thấy nên trói cô ta lại đưa đến ủy ban để đăng ký kết hôn với đứa con trai nhỏ của chủ nhà họ Tôn là tốt nhất. Tôi nghĩ hay là giết luôn cho êm chuyện, dù sao người nhà họ cũng điền sắp tới đây. Nếu để bọn họ thấy được thành ý của nhà họ Ngải, nói không chừng bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta đấy. Người nhà họ Ngải thi nhau chỉ trích Ngải Lâm, thậm chí có người còn đòi giết Ngải Lâm để thể hiện thành ý. Bộ mặt thấp hèn rất xấu xí. Dương Thanh híp mắt chứng kiến tất cả nhưng vẫn không nói lời nào. Tranh luận với mấy kẻ nông cạn này đúng là tự hạ thấp bản thân. Anh bỗng chờ mong người nhà họ Điền và họ Tôn mau đến đây. Chờ sau khi giải quyết xong hai gia tộc này, anh muốn nhìn xem người nhà họ Ngải sẽ bày ra dáng vẻ nịnh nọt như thế nào. Tất cả im miệng cho tôi. Dương Thanh có thể nhịn nhưng Mã Siêu lại không nhịn nổi quát ầm lên, ánh mắt giận dữ liếc nhìn đám người, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi còn nghe thấy ai sỉ nhục Ngải Lâm nữa, tôi sẽ giết người đó trước. Các người đừng nghĩ tôi nói đùa, ngay cả dòng chính của nhà họ Điền tôi còn dám giết, các người là cái thá gì, giết lúc nào chả được. Trong mắt Mã Siêu ngập tràn sát khí. Những người này sỉ nhục Ngải Lâm đã chọc giận anh ta. Quả nhiên rất có tác dụng. Sau khi Mã Siêu đe dọa xong, người nhà họ Ngải đều sực tỉnh, im thin thít. Trước đây lúc ở nhà họ Vương bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Mã Siêu. Một mình anh ta có thể giết chết cao thủ hàng đầu của nhà họ Vương dễ như ăn cháo. Bây giờ ngay cả dòng chính của nhà họ Điền trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng bị anh ta lấy mạng. Những người vừa nãy kêu gào đòi giết Ngải Lâm lúc này nào dám hống hách kêu căng nữa. Ai cũng cúi đầu thật thấp chỉ sợ bị ánh mắt hung ác kia nhìn chúng. Ngải Minh Húc cũng ngạc nhiên, thấy dáng vẻ tức giận của Mã Siêu liền vội vàng nuốt lại những lời mắng Ngải Lâm vào trong. Trong mắt Ngải Lâm chỉ còn sự thất vọng, cô nhìn thật kỹ đám người nhà họ Ngải, cuối cùng nhìn sang Ngải Minh Húc nói, bố yên tâm, việc hôm nay sẽ không liên lụy tới bất kỳ ai trong nhà họ Ngải. Tôi cũng nói cho các người biết, sau khi giải quyết xong việc hôm nay, tôi và nhà họ Ngải sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Từ nay về sau nhà họ Ngải gặp phải rắc rối gì cũng đừng bao giờ đến tìm tôi. Bởi vì lần sau, dù nhà họ Ngải có bị tiêu diệt, tôi cũng sẽ không bao giờ mềm lòng. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Ngải Lâm tràn đầy sự kiên định. Không biết tại sao Ngải Minh Húc cảm thấy lo lắng lời của Ngải Lâm sẽ trở thành sự thật. Ngải Lâm vừa nói xong, một người trung niên cuống quýt chạy vào, hốt hoảng nói, ông chủ, người nhà họ Điền đến rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.